Một đám hải tặc khét tiếng đã tìm được kho báu khổng lồ với số lượng tiền vàng nhiều không đếm xuể. Sau đó cả bọn lấy số tiền đó đi ăn chơi quậy phá và chăn rau sạch. Nhưng cũng kể từ đó bọn chúng phát hiện ra cơ thể của mình có sự thay đổi kỳ lạ. Bất kể là ăn uống món gì cũng không cảm nhận được mùi vị. Sờ lên da thịt người đẹp cũng không khác gì chạm vào một ông lão. Dường như tất cả cảm giác đều mất hết giống như bị Covid vậy. Điều kinh khủng nhất là khi được ánh trăng soi sáng bọn chúng lập tức biến thành những bộ xương di động rất đáng sợ. Muốn thoát được lời nguyền này, những tên hải tặc phải lấy lại hết số vàng đã thấm máu của kẻ nguyền rủa và trả chúng về lại chỗ cũ. Nhưng bây giờ số tiền đã bị bọn chúng tiêu sạch, vậy chúng sẽ làm gì để có thể thu hồi lại số tiền đó? Vài năm trước trên một vùng biển lớn, nữ chính Elizabeth đang tung tăng ca hát thì bất ngờ phát hiện một chiếc dù trôi. Phía xa có một cậu bé đang lênh đênh trên ván gỗ. Mọi người nhanh chóng cứu cậu bé lên tàu, còn phía trước là một con tàu đang chìm trong biển lửa. Mọi người đoán đó là tàu chở dầu bị tai nạn nên Trung úy Hải quân Hoàng gia James liền đưa người sang cứu trợ. Trên tàu chỉ còn lại Elizabeth và cậu nhóc. Cậu bàng hoàng tỉnh dậy nói tên mình là William Turner rồi lại bất tỉnh nhân sự. Cô bé nhìn thấy sợi dây chuyền có biểu tượng cướp biển trên cổ Turner liền giấu ngay đi. Vì đây là thuyền của hải quân nên nếu bị phát hiện cậu sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sau đó cô nhìn thấy một chiếc tàu hải tặc rách nát lờ mờ trong làn sương dày đặc. Elizabeth bất ngờ tỉnh dậy sau giấc mơ. Giờ đây nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn trắng trẻo nõn nà. Nàng tìm đến chiếc hộp cất giữ mặt dây chuyền năm đó rồi đeo nó lên cổ. Đúng lúc này cha của nàng bước vào khiến Elizabeth giật mình vội vàng khoác bộ áo ngoài. Ông kêu người hầu chuẩn bị váy áo lộng lẫy cho con gái để cùng mình đến dự tiệc thăng chức của Trung úy James. Elizabeth biết cha có ý định gả nàng cho James nên tỏ ra không vui. Vì hiện tại nàng đã trao trái tim cho một anh thợ rèn nghèo. Không ai khác đó chính là Turner, cậu bé trôi giạt giữa biển năm nào. Anh cũng yêu nàng nhưng chỉ dõi theo chứ không dám nói vì khoảng cách về thân thế quá lớn. Đâu đó ngoài khơi, thuyền trưởng rắc sâu dâm đang chăm chú hướng về phía trước. Khuôn mặt ngầu lòi cùng bộ lông mồm thắt bím cái cao cái thấp đã toát lên vẻ nhà vua chân chính của biển cả. Ấy thế mà ngay lập tức anh phải đu dây xuống tắt nước không thuyền chìm chết cả lũ. Chẳng mấy chốc con thuyền chuyển từ trạng thái gần chìm thành chìm hẳn khi vừa cập bờ. Đã vậy còn bị người giữ bến thu tiền neo đậu. Thuyền em chỉ còn có cột buồm nên anh lấy tạm 3 đồng nha. Mang trong mình dòng máu cướp biển chứ không phải cướp cặn nên anh đã nhanh chóng tiên được mấy chiến thuyền. Sau khi hỏi hai anh lính chiếc thuyền nào ngon nhất, giáp đã đánh lạc hướng họ để nhảy lên thuyền kiểm tra chất lượng. Mấy anh lính thấy vậy hỏi chú mày tính cướp thuyền của hải quân hay sao mà nhảy lên đó vậy? Giáp thành thật trả lời ở đúng vậy. Chuyển cảnh tới buổi tiệc của James, anh ta mời Elizabeth lên pháo đài hóng chút gió biển. Em có cảm thấy làn gió thoáng qua mang vị mặn mòi từ biển không? Nàng do nếm mãi không thấy gì nên bất cần ngã cắm đầu xuống biển. Thế mà ông thần tán gái bên cạnh vẫn không hề hay biết. Giáp đang chém gió với hai anh lính về mong ước trở thành vua hải tặc để truy tìm kho báu One Piece, thấy vậy liền lao xuống cứu người đẹp. Đồng tiền vàng sau khi chạm nước biển đã phát ra một sóng âm cực lớn kèm theo một cơn gió lạnh. Giáp cứu nàng lên cũng nhìn thấy đồng tiền vàng đó. Lúc này cha nàng và James cũng có mặt. Gã muốn giết chết người đã cứu vợ tương lai của mình nhưng Elizabeth đã nói đây là ân nhân của nàng. James giả vờ bắt tay xin lỗi nhưng lại kéo tay áo Giáp lên xem dấu xăm để chứng minh anh là cướp biển. Sau đó cho người áp giải vua hải tặc đi nghỉ dưỡng trong nhà đá. Elizabeth liền đứng ra ngăn cản và để cho Jack dùng mình làm con tin uy hiếp lại mọi người. James không còn cách nào khác đành phải trả lại đồ cho Jack sâu dầm. Nhận lại đồ, anh lập tức đu dây lên trên. James hạ lệnh cho binh lính bắn nhưng chẳng có viên đạn nào va phải người nhân vật chính cả. Anh dùng còng tay để đu dây trốn vào trong thành và vô tình trốn vào lò rèn của Turner. Anh dùng mọi đồ nghề để phá xích nhưng không được. Phát hiện bên trên có cơ cấu bánh răng và dòng dọc. Anh liền dùng thanh sắt đã nung nóng dí vào mông con lừa để cho nó di chuyển kéo dòng dọc. Vỗ mông tao cũng chạy mà không cần phải dí cháy cả đít tao lên vậy chứ. Thoát khỏi xích tay thì đột nhiên bên ngoài có người bước vào. Turner nhìn qua đã biết có người vừa đột nhập vào đây. Thế là hai thanh niên rút kiếm ra thách đấu với nhau. Jack đường đường là một cướp biển nên có thể dễ dàng né các đường kiếm của đối thủ. Nhưng thời gian không cho phép nên anh tính chuồn đi. Không ngờ Turner phóng thanh kiếm chặn cửa lại nên buộc anh phải tiếp tục ở lại cho rồi võ công. Tuy là một người thợ rèn nhưng khả năng chiến đấu của Turner cũng phải nói là ngang ngửa với Jack sâu dầm. Nhưng kiếm thuật có giỏi cỡ nào cũng không bằng hàng nóng của vua hải tặc. Bỏ kiếm xuống, ta có súng đây nè. Không ngờ Jack lại bị thầy của Turner đập bất tỉnh nhân sự. Thế là Jack bị James cho người tống vào tù, mà chìa khóa nơi này lại do một chú chó canh giữ. Tối đó trong lúc mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ bị tấn công. Đạn pháo bắn xối xả về phía tường thành. Jack trong nhà tù nghe thấy tiếng động liền đoán đó chính là tàu ngọc trai đen. Tình hình trong thành bây giờ trở nên hỗn loạn vô cùng. Bên ngoài, đám cướp biển với hình dạng xấu xí bắt đầu tràn vào bờ. Gặp đàn ông thì hiếp, còn đàn bà thì giết. Không muốn mất xin lỗ nhị nên Turner cùng những người đàn ông khác đứng lên chống lại kẻ thù. Nhưng ngay cả lực lượng hải quân được trang bị vũ khí cũng bị bắn cho tung cả đít lên. James kêu thống đốc hãy trốn vào văn phòng của mình để anh ta chiến đấu. Mà khi này dinh thự của thống đốc cũng bị đám cướp biển tấn công.
Thấy Elizabeth xinh đẹp, chúng liền cho người đuổi bắt. Nàng chạy lên phòng rồi cầm kẹp bắp than đánh vào mặt gã hói. Tên chuột mắt thì chụp được nhưng lại bị nàng mở gắp than ra rơi vào người cháy hết cả lông. Nhân cơ hội đó, Elizabeth tranh thủ chạy xuống lầu để trốn. Hai tên cướp biển xông vào bên trong nói rằng chính đồng tiền vàng đã gọi chúng đến đây. Chúng phát hiện ra nàng đang trốn trong tủ đồ. Cứ tưởng bắt được Elizabeth, ai ngờ nàng lại biết luật của cướp biển đó là đòi gặp thuyền trưởng. Bên ngoài, Turner đánh nhau với một gã cao to đen hôi. Ngay lúc tưởng sắp về với đất mẹ rồi thì sức mạnh nhân vật chính xuất hiện. Tên to cao bị chính đồng đội của hắn hại chết bất đắc kỳ tử. Thấy người yêu bị bắt đi, anh liền đuổi theo nhưng lại bị tên mồm lông này cản đường. Hắn ném một trái lựu đạn về phía anh nhưng không phát nổ. Đang chuẩn bị dạy cho hắn một bài học cuộc đời thì bất ngờ bị tên cướp khác gõ cái bóp vào đầu bất tỉnh nhân sự. Khi ấy nhà tù bị bom nổ một lỗ lớn khiến cho đám tù nhân thoát ra ngoài. Nhưng đắc số nhỏ ở bên kia nên không thoát được. Anh nhặt một khúc xương tính dụ dỗ con chó nhưng gặp đúng con chó chảnh chỉ ăn thịt chứ không gặp xương. Lúc này hai tên cướp biển đi vào thấy rắc bèn đi đến cà khịa. Anh cũng không phải dạng vừa nguyền rủa chúng kẻ phản bội phải đi xuống địa ngục. Hắn tức giận bóp cổ anh nhưng cánh tay được ánh trăng chiếu vào lại biến thành khúc xương. Bên kia Elizabeth đã bị đưa lên tàu ngọc trai đen. Nàng tiến tới muốn nói chuyện thì bị vả tĩ vỡ alo. Lúc này thuyền trưởng Hector bước đến. Nàng hùng hổ nói hắn phải ngừng chiến và hứa vĩnh viễn không quay lại đây, nếu không nàng sẽ ném đồng tiền vàng xuống biển. Chúng cố tỏ ra là mình ổn nhưng khi nàng vừa buông tay thì cả đám liền hoảng hồn chim én. Hector hỏi nàng tên gì, nàng nói dối mình mang họ Turner và là người hầu của thống đốc. Mắt hắn tự nhiên sáng rực lên rồi đồng ý với điều kiện của Elizabeth. Khi nàng trao đồng tiền vàng cho hắn, Hector đã ngừng chiến nhưng lại không thả nàng về đất liền. Bây giờ nàng mới biết mình bị hắn lừa. Turner tỉnh lại vội vàng chạy đi tìm thống đốc, nhưng ngay cả hải quân cũng không biết phải truy tìm con tàu đó ở đâu. Một anh lính đề nghị đi hỏi thuyền trưởng Jack sâu dâm nhưng James không quan tâm còn đuổi Turner về. Anh nóng lòng quyết định đi tìm Jack nhưng anh ta lại không chịu giúp. Nhưng khi biết người đối diện tên là William Turner thì Jack mới bật dậy đồng ý giúp. Hai người trốn lên một con tàu của hải quân uy hiếp binh lính rồi cướp tàu đi. James phát hiện ra liền cho người đuổi theo. Ngay khi đám lính đu dây qua thuyền của Jack thì anh lại nhảy ngược qua tàu của chúng chặt đứt dây leo rồi phi tàu phóng đi. Thiếu tướng James cay giá tới cấp độ vô cực hạ lệnh nổ súng trong vô vọng. Trên tàu Jack kể cho Turner biết cha của anh ta cũng là một tên cướp biển khét tiếng. Nhưng Turner không chấp nhận sự thật này nên cho rằng Jack đã nói dối và rút kiếm ra muốn solo. À thế à, Jack chỉ cần đánh lái nhẹ một cái thì Turner đã bị treo lên cột buồm. Chúng mày không tin thì thôi nhưng con tàu này cần hai người lái. Cả hai đến một hòn đảo được mệnh danh là thiên đường của cướp biển. Jack vừa hí hửng bước đến thì bị hai em gái ngược to tát quay đầu vì tội lăng nhăng. Sau đó anh tìm đến một chuồng heo rồi đánh thức một người đàn ông đang ngủ. Gibbs nhận ra Jack liền vui mừng. Sau đó cả ba đến một quán rượu có văn hóa để tuyển mộ thêm thủy thủ đoàn. Lúc này trên tàu ngọc trai đen, hai tên thuộc hạ mang váy tới cho Elizabeth rồi mời nàng dùng bữa với thuyền trưởng Hector. Đến nơi vì quá đói nên nàng ăn ngấu nghiến chẳng để nang ai gì cả. Hắn có phải ngạc nhiên nhưng vẫn rót rượu cho nàng. Sau đó hắn kể câu chuyện về đồng tiền vàng này cho nàng nghe. Đây là một trong 882 đồng tiền vàng của thổ dân Aztec. Họ đã đem nó dâng cho một kẻ để mong hắn dừng giết chóc. Nhưng vì hắn ta có lòng tham vô đáy nên đã bị thần linh hạ xuống một lời nguyền. Bất kỳ ai lấy đi dù chỉ là một đồng tiền cũng sẽ chịu hình phạt kinh khủng. Nàng nói mình không tin mấy chuyện nhảm cất ấy. Hắn nói mình cũng vậy nhưng khi cả thủy thủ đoàn của hắn tìm thấy dương vàng đã chia nhau dùng hết và bây giờ toàn bộ đang hứng chịu lời nguyền đó. Giờ đây bọn chúng phải thu thập lại tất cả số tiền trên để giải lời nguyền. Nhân lúc hắn đang kể chuyện hăng say thì nàng giấu một con dao và bắt đầu tấn công. Hắn bị con dao đâm ngay ngực nhưng vẫn đứng trơ trơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Elizabeth hoảng sợ chạy ra ngoài lại trông thấy toàn bộ thủy thủ đoàn biến thành bộ xương di động. Nàng cố gắng chạy trốn các kiểu con đà điểu nhưng vẫn bị Hector tóm lại. Bên này thuyền trưởng Jack sâu dâm đã tuyển mộ xong thủy thủ đoàn cho mình. Anh hỏi một tên câm có thể trung thành với mình không. Con vẹt nhanh nhảu trả lời thay chủ nhân của nó là có. Lúc này vang lên giọng của một phụ nữ, đó là Maria, người từng bị Jack phó mất tàu. Để xoa dịu người đẹp, anh nói sẽ đền cho cô một con tàu khác bự tổ chẳng. Hôm sau Hector cùng đàn em đã mang Elizabeth tới một hang động, còn Jack cũng tới được phía bên kia hòn đảo tử thần. Turner hỏi Gibbs về Jack và biết được anh ấy từng là thuyền trưởng của tàu ngọc trai đen, vì tin người nên đã tiết lộ kho báu cho tên khốn Hector biết. Thế là tất cả thủy thủ đoàn đều tạo phản rồi thả Jack xuống hòn đảo hoang cùng một viên đạn để tự sát. Nhưng vị vua của biển cả đã thoát khỏi đó bằng một con rùa và quyết giữ viên đạn đó cho Hector. Nghe có vẻ hư trúc nhưng rất không mộ dung phục. Trên đường tới hang động, Turner hỏi Jack luật cũ ở đây là gì. Anh nói người nào không theo kịp sẽ bị bỏ lại. Cả hai vào bên trong thì thấy Hector cùng đồng bọn đang thực hiện nghi thức. Turner nóng lòng muốn cứu người yêu liền bị Jack cản lại. Chú mày nghĩ một mình chú mày đấu lại đội quân bất tử đó hả?
sau đó dắp vòng ra phía sau một mình. Ai ngờ Turner lại lẻn theo rồi đánh bất tỉnh nhân sự anh. Hector cắt tay Elizabeth lấy máu rồi thỏa đồng tiền xuống nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Hắn biết mình bị lừa lên tức giận hỏi chủ nhân thật sự của đồng tiền đâu. Nàng nhất quyết không trả lời nên bị đánh ngất. Lúc này Turner ngoi từ dưới nước lên đánh thức nàng và lấy một đồng vàng rồi chim én đi. Thủy thủ đoàn bắt đầu nổi loạn trách móc tên Hector dẫn cả đám đi sai đường. Mà cãi nhau một hồi mới phát hiện Elizabeth đã trốn mất. Thế là cả đám xách mông lên đuổi theo. Nhưng mái chèo đã mất hết thì đuổi theo bằng cái gì? Bấy giờ Jack lơ mơ tỉnh lại tay cầm mái chèo bước ra. Ủa sao tụi mày mặt đằng đằng sắc khí muốn giết tao vậy? Biết khó thoát nên anh dùng luật gặp thuyền trưởng để câu mạng sống cho mình. Còn Turner sau khi cứu Elizabeth lên tàu liền bảo Viv hãy làm theo luật cũ. Vì thế cả thủy thủ đoàn nhộn nhẽo rời đi. Trong hang Hector hạ lệnh xử tử Jack nhưng anh lại nói mình biết người mang họ Turner nên tạm thời được tha mạng. Phía bên kia cặp đôi đang chuẩn bị đút cơm chó cho nhau ăn thì Elizabeth đưa đồng tiền ra và nói toàn bộ sự thật cho Turner biết. Anh trách nàng đây là kỷ vật duy nhất mà cha để lại nên tại sao nàng lại đem giấu nó. Lúc này Jack đứng nước lên mặt đòi Hector trả lại quyền thuyền trưởng cho mình. Ai ngờ bọn thuộc hạ thông báo sắp đuổi kịp tàu của Elizabeth nên anh hết giá trị lợi dụng bị nhốt vào cũi. Thấy địch đang tới mọi người liền bỏ bớt đồ dùng cho nhẹ tàu. Nhưng Turner biết không thể thoát được nên kêu tất cả chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi hai con tàu song song ngược hướng với nhau thì toàn bộ pháo đã được khai hỏa. Jack thấy con tàu ngọc trai đen của mình bị bắn mà nước mắt ứa trong tim. Trong lúc chiến sự ác liệt, Elizabeth phát hiện đồng xu đã rơi mất. Vì vậy Turner liền chạy xuống hầm để tìm kiếm. Nhưng đường lên đã bị đống đổ nát lấp kín. Đám hải tặc bắt đầu tràn qua tàu bên này. Mọi người bây giờ hồn ai nấy giữ thân ai nấy đánh loạn cả lên. Hai tên hải tặc ôm bom chạy qua chuẩn bị đánh chìm con tàu. Mà khi ấy Jack sâu dâm đã thoát ra ngoài rồi tấn công đám hải tặc cứu mạng Jeep. Turner ở dưới khoang chưa tìm được cách thoát ra ngoài đã bị con khỉ của Hector lấy mất đồng tiền. Jack thấy con khỉ liền đuổi theo còn Elizabeth thì đi giải cứu người yêu. Nhưng con khỉ đã đưa đồng tiền cho tên khốn Hector mất rồi. Elizabeth chưa kịp cứu chàng cũng bị hắn bắt được. Đúng lúc này không biết Turner chui từ lỗ nào lên thuyền cầm súng uy hiếp bọn chúng. Anh nói mình chính là người mà chúng cần tìm. Nếu không thả nàng ra thì ta sẽ tự sát. Hắn giả vờ đồng ý rồi cho người bắt trói Turner lại. Anh gào thét chửi rủa thì bị trói cái mỏ. Sau đó hắn ép Elizabeth nhảy xuống giữa biển. Jack thấy vậy liền xin hắn để tình anh em cũ tha cho mình. Dĩ nhiên là éo rồi. Vậy bạn có thể cho mình xin một khẩu súng và một viên đạn không? Hắn đồng ý liền ném khẩu súng xuống biển. Jack lao theo rồi mang nó bơi vào bờ. Elizabeth lẽo đẽo theo Jack hỏi cách rời khỏi đây như thế nào. Jack bảo méo biết vì lần trước tự nhiên có con tàu buôn ghé qua nên anh xin đi nhờ. Nàng nổi giận khi biết câu chuyện huyền thoại Jack sâu dâm chỉ là dối trá. Tối đến hai người vui vẻ ca hát uống rượu hoàng say. Anh vui quá chén nên say bí tỉ. Đến lúc tỉnh dậy thì đống rượu của mình đã bị cô nàng đốt sạch sẽ. Elizabeth nói rằng làm như vậy hải quân sẽ thấy và tới đón mình. Đúng như cô dự đoán, tàu của hải quân đến đón hai người nhưng họ không đồng ý đi giải cứu Turner vì cho rằng anh ta là hải tặc. Jack lẻo mép nói tàu ngọc trai đen đã bị hư hại nghiêm trọng nên đi rất chậm. Chỉ cần bắt được nó thì thiếu tướng James sẽ lập đại công vang danh sử sách. Dù vậy vẫn không thuyết phục được thiếu tướng. Nếu anh cứu Turner tôi sẽ đồng ý lấy anh. James quay xe đồng ý ngay luôn và lập tức. Lúc này trong tàu ngọc trai đen, Turner biết được rằng cha của anh và Jack là đôi bạn chí cốt. Vì ngăn cản Hector phản bội Jack nên ông đã bị giết chết. Nhưng giết xong mới biết phải có máu của cha anh mới có thể giải được lời nguyền. Đúng lúc này tên khốn Hector ra lệnh áp giải Turner lên trên đảo. Bên ngoài tàu của hải quân cũng tới. Jack nói với James rằng hãy nhốt Elizabeth lại để tránh cô làm hỏng việc. Bên trong hang động chúng đặt đầu Jack lên dương vàng. Đang đọc diễn văn khí thế thì bị Jack phá đám. Anh lại dùng người múa mỏ để dụ dỗ Hector. Tàu hải quân ở ngoài kia đang chờ bạn. Nếu bạn có thể đánh thắng được thiếu tướng James thì bạn sẽ vang danh trong sử sách ngành hải tặc. Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, Jack nhẹ nhàng thó mất một đồng tiền vàng. Còn Hector vì danh vọng che mờ con mắt nên không phát hiện ra. Hắn ra lệnh cho thủy thủ đoàn lên đường nhưng không phải lên tàu chiến mà là đi xe căng hải. Dưới biển đội quân Thema từ từ bước đến còn trên mặt nước tên hói và tên trục xà gái để đánh lừa hải quân. Elizabeth vì nóng lòng không chịu được nên đã dùng vải buộc thành dây thừng treo xuống. Thống đốc thấy con gái vì củ khoai mà lao vào nguy hiểm cũng chẳng biết nói gì hơn. James lúc này phát hiện ra hai tên kia không phải phụ nữ thì đã quá muộn rồi. Đám lính Thema đã trèo lên tàu tấn công lính hải quân. Hai bên đánh nhau một trận ác liệt. Thống đốc mở cửa ra nhìn thấy liền lẳng lặng đóng cửa quay vào. Bên trong hang động Jack nhân lúc Hector không để phòng đã ném kiếm cho Turner còn mình thì lao tới cho rồi kiếm thuật với tên phản bội. Mặc dù trình độ của hai người khá cao nhưng đám người này là Thema nên rất khó đánh bại. Hector còn tự tin gái mình bất tử nên không sợ cha con thằng nào cả. Bên ngoài Elizabeth đã lẻn lên tàu ngọc trai đen. Vừa quay qua thì bị con khỉ Thema hù tí đái ra quần. Này thì nhờn với chị này, cô đấm nó rơi xuống nước.
sau khi lửa đám lính canh cô chạy xuống tầng hầm đang giam giữ tù binh. Phía tàu hải quân thì bị thiệt hại nặng nề, người chết nhiều vô số. Một binh lính cố gắng đánh chuông báo động, James phát hiện ra liền quay lại thì bị bọn chúng bắn. Khi ấy Jack Sâu Dâm đã dồn được Hector vào đường cùng và đâm hắn một nhát. Bạn đâm mình mạnh nữa xem nào. Hắn cũng trả đũa bằng cách đâm vào người Jack một nhát. Không ngờ là Jack không chết vì anh đang giữ một đồng tiền. Thế là hai người lại tiếp tục đánh nhau. Quẩy chán chê hắn muốn đình chiến, vì có đánh nhau mãi cũng chẳng có thằng nào lên bảng đếm số cả. Nhưng Jack nói trừ khi ngươi chịu thua trước ta. Thế là cả hai lại tiếp tục rượt đuổi nhau. Trên tàu ngọc trai đen, Elizabeth đã giải cứu thành công mọi người. Họ cùng nhau đánh cho hai tên canh cửa xương cốt tứ lung tung. Nàng kêu gọi mọi người cùng mình đi cứu Jack và Turner. Nhưng giờ họ đã có tàu ngọc trai đen và ai không có mặt thì bị bỏ lại, đó là luật. Thế là nàng tức giận tự mình chào thuyền đi. Trong động, Turner bị tên Thema ném bom hất văng qua một bên. Lúc hắn sắp tiễn anh về chầu ông bà thì bị Elizabeth và sấp mặt. Hai người hợp sức dùng thanh sắt xiên que ba tên Thema cho chúng dính lại với nhau. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt một trái bom vào người tên ở giữa rồi chạy. Bên này Jack cắt tay mình cho đồng tiền dính máu rồi ném đi. Hai người rút súng ra bắn. Hector quay lại thì thấy Turner đã thả đồng tiền cùng với máu của mình vào dương vàng. Lời nguyền đã được hóa giải và tên phản bội Hector chết không nhắm mắt. Bên này đám cướp biển trở lại bình thường. Nhìn thấy có người bị đâm chết nên chúng hiểu ra liền bỏ vũ khí đầu hàng. Turner gặp lại Elizabeth nhưng gương mặt nàng đượm buồn vì giờ mình đã là vợ người ta. Còn Jack Sâu Dâm sau khi nhảy xương xương vài món đồ quý liền lên xuồng trở về tàu ngọc trai. Nhưng mà vẫn bị bắt lại và chuẩn bị treo cổ hành hình theo luật. Trong lúc phán quan kể một loạt tội danh dài như cái sớ của Jack thì Turner đã bước tới tỏ tình với Elizabeth trước mặt mọi người. Sau đó anh chạy đi cướp pháp trường. Nàng giả vờ té xỉu để đánh lạc hướng James. Jack được giải cứu liền hợp sức cùng Turner chống trả lại đám lính. Mặc dù có chút cố gắng nhưng đối thủ quá đông và nguy hiểm nên cả hai đã bị bao vây. Thấy Elizabeth sẵn sàng hy sinh cứu Turner nên James hiểu ra nàng không hề yêu mình. Jack nhân cơ hội đó chào tạm biệt nhưng bất cẩn té xuống nước. Phía xa tàu ngọc trai đen xuất hiện đến đón anh. Còn cặp đôi Elizabeth và Turner cuối cùng cũng được ở bên nhau vì thiếu tướng James từ bỏ không theo đuổi nàng nữa. Jack trở lại chức thuyền trưởng tàu ngọc trai đen rồi tiếp tục hành trình tìm One Piece. Ở vùng biển Caribe có một vị thuyền trưởng quái dị với bộ râu bạch tuộc tên là David Jones. Hắn ta lái một con tàu có biệt danh là Hà Lan Bay. Con tàu này được bảo hộ bởi con thủy quái khét tiếng nhất đại dương Kraken. Ngoài ra còn một đám thuộc hạ với vẻ ngoài đầy kinh dị giống các loại hải sản. Có thể nói Jones là một trong những tên cướp biển xuất sắc nhất ở vùng biển này. Nhưng xưa nay anh hùng khó qua ai mỹ nhân. Truyền thuyết nói rằng Jones đã yêu một người phụ nữ. Có điều cô ấy lại không hề yêu hắn ta nên Jones không có cách nào giữ cô ấy được. Loại tình yêu này khiến hắn cảm thấy đau đớn nên hắn đã lấy trái tim của mình ra. Đặt nó vào trong một chiếc hộp rồi đem giấu ở một hòn đảo nhỏ. Nếu như trái tim bị phá hủy thì John cũng sẽ chết. Nhưng cũng có nghĩa là nếu ai tìm thấy nó thì có thể khống chế được John cùng thủy quái Kraken và sau đó nghiễm nhiên trở thành vua hải tặc. Vào ngày cưới của Turner và Elizabeth, lãnh chúa Baker đã đem quân lính đến bắt giữ hai người vì tội danh giúp thuyền trưởng Jack Sâu Dâm đào tẩu. Ngay cả thống đốc cha của nàng tới ngăn cản cũng chịu chung số phận. Bên này một nhóm cướp biển đang bị mang đi tử hình. Họ nhốt chúng vào trong những chiếc quan tài rồi mang ném xuống biển. Lát sau từ trong chiếc quan tài vang lên một tiếng súng. Hóa ra là thuyền trưởng Jack Sâu Dâm. Anh đội lại chiếc mũ rồi dùng chân thi thể làm mái chèo tiến về tàu ngọc trai đen. Anh thó được một tấm bản đồ có vẽ hình một chiếc chìa khóa. Chắc chắn chìa khóa này sẽ dẫn đến một kho báu nên Jack quyết định đưa thủy thủ đoàn của mình đi tìm nó. Tại văn phòng của lãnh chúa, Baker muốn Turner đi tìm Jack và lấy về cho hắn chiếc la bàn hỏng. Chỉ cần đem nó về đây là tất cả sẽ được xóa tội và Jack sẽ có được giấy phép làm hải tặc chuẩn vua nhà nước. Mặc dù không hứng thú chuyện này nhưng vì cái khe hẹp giữa đôi Elizabeth nên anh chỉ đành đồng ý. Tối đó Jack đang vẽ bản đồ thì hết rượu để uống. Thế là phải lết cái thân xác xuống khoang thuyền đi lấy. Nhưng anh chợt cảm nhận thấy con tàu của mình hôm nay có điều gì đó khác lạ, đi theo tiếng gọi quen thuộc phát ra trong bóng tối. Jack há hốc mồm khi thấy đó chính là cha của Turner, người bạn chí cốt đáng lẽ ra đã chết từ lâu rồi chứ. Gương mặt ông ta nhìn không khác gì một xác chết trôi biển. Ông nói rằng mình đang làm việc cho David Jones, thuyền trưởng của con tàu Hà Lan Bay. Ông đã ký hợp đồng là nô lệ cho hắn 100 năm nên hôm nay ông đến đây để đòi nợ cho Jones. Vì Jack cũng từng thỏa thuận với hắn để lấy lại ngọc trai đen nên Jones muốn Jack phải làm nô lệ cho hắn nếu không muốn bị Kraken nhấn chìm. Trước khi đi, cha của Turner đã gửi một dấu ấn trên tay của Jack. Thấy bàn tay của mình bắt đầu bị thối rữa, Jack hoảng hốt đánh thức mọi người phi thuyền và đất liền ngay luôn và lập tức. Đến con khỉ làm rơi mũ của mình xuống biển anh cũng chẳng quan tâm. Sáng hôm sau, chiếc mũ được một tàu đánh cá vớt lên. Vừa hí hửng đội nó lên đầu gáy, chúng mày có thấy tao giống vua hải tặc không thì cả con tàu đã bị thứ gì đó nuốt chửng. Trở lại với cặp đôi hoàn cảnh, Turner vào thăm nàng và nói rằng sẽ thuyết phục Jack cứu mọi người ra.
Sau đó anh vội lên đường tới đảo Thiên Đường Hải Tặc để tìm rắc. Không ngờ lại bị hai cô đảo có cặp bưởi to vượt mặt của anh ta tát xoay đầu. Cuối cùng một anh da đen đã đồng ý giúp Turner. Anh được đưa tới gần một hòn đảo rồi bị ném xuống bắt bơi vào bờ. Tàu ngọc trai đen ở đây mà gọi mãi không thấy ai trả lời. Vì vậy Turner đành mò vào trong rừng tìm mọi người. Đen đổi thay anh bị mắc bẫy của thổ dân rồi bị phóng thuốc mê bất tỉnh nhân sự. Anh chàng bị khiêng như một con heo vào trong làng. Tỉnh dậy Turner liền nở một nụ cười tà dâm khi nhìn thấy tộc trưởng là Jack. Anh nói mình cần la bàn để cứu người yêu nhưng Jack vờ như méo biết thằng này. Sau đó giao tiếp với thổ dân khiến họ khiêng anh đi mất. Vì không chịu được cảnh con gái ở trong tù nên thống đốc đã cho người tới cướp ngục. Sau đó nhờ một người bạn đưa Elizabeth tới Anh Quốc. Nhưng khi đến bến tàu thì phát hiện bạn của mình đã bị tay sai của lãnh chúa giết chết. Không ngờ lúc kiểm tra xe ngựa lại không thấy nàng đâu. Hóa ra nàng đã đột nhập vào văn phòng của lãnh chúa và cầm súng uy hiếp hắn phải ký vào giấy xóa tội cho mọi người. Trong khi đó, cặp đôi hói chuột đang chở theo chú chó giữ ngục lênh đênh trên biển. Thấy trước mặt là tàu ngọc trai đen nên hai tên hí hửng chạy lại muốn cướp tàu. Lúc này Turner cùng các thủy thủ đoàn bị treo trên hai chiếc lồng giữa không trung. Gibbs nói rằng Jack đã được thổ dân tôn lên làm thần linh và hôm nay sẽ nướng mọi thuyền trưởng lên để ăn thịt. Thần linh này số đen quá. Jack nhân cơ hội kêu họ thổi lửa to lên rồi cóng đít chạy muốn xúc cả quần. Chạy một hồi thì gặp vực thẳm nên phải mò vào trong lều để kiếm dây thừng, tiện thể nhảy luôn lọ ớt bột. Nhưng vừa bước ra đã gặp đầy đủ văn võ bá quan trong triều. Mình chỉ đi tìm lọ ớt rác lên người để tăng hương vị thôi mà. Sau đó anh được xiên que và nướng mọi trên bếp lửa. Bên kia Turner nghĩ ra một cách là cùng mọi người đung đưa để túm lấy dây leo trên vách đá. Hai bên cố gắng leo lên khí thế vì chỉ có một cơ hội sống mà thôi. Thấy thổ dân đang đi tới, Turner kêu dừng lại nhưng tên nhà buôn chơi ăn gian tiếp tục leo. Ai ngờ túm phải một con rắn, thế là hoảng sợ buông tay ra. Và thế là ngày hôm đó thần chết vượt quá chỉ tiêu đề ra nên đi ngủ sớm. Vì tên lính canh đã phát hiện ra nên họ chỉ còn cách trèo lên thật nhanh. Lính canh chạy thật nhanh về báo tin. Ngay lập tức cả làng thổ dân chạy như vịt đi xem tình hình nhưng không may lại làm rơi cây đuốc. Ngọn lửa bắt đầu lan tới khiến Jack phải nhún nhảy hết sức mới có thể thoát ra. Anh còng lưng vác theo cái cây bỏ chạy. Tính lấy con dao của cậu nhóc để cởi trói thì Sukarna là mẹ cậu ta vừa trở về. Bên kia nhóm Turner đã trèo lên bên trên nhưng còn chưa cắt xong dây thì thổ dân đã đuổi tới. Cả đám liền lăn cái lồng xuống dưới sườn núi. Cảm thấy lăn thế này chóng mặt nhức đầu quá chịu không nổi nên mọi người nhấc cái lồng lên mà chạy. Cái lồng rơi xuống một hồ nước rồi vỡ ra. Thổ dân bên trên thì liên tục xả tên. Cả bọn nhanh chóng bơi vào hang để ẩn nấp. Lúc này cậu bé chạy tới báo tin lên đám thổ dân lại mò về. Jack dùng khả năng của mình xiên hết tất cả trái cây khi bị người phụ nữ ném. Sau đó anh chạy một mạch rồi chống gậy bay qua bên kia vách núi. Thế méo nào, đống trái cây dồn lại một phía khiến Jack rơi xuống vực. Vì là nhân vật chính và có bề trên che chở nên anh đã thoát chết và đáp xuống khu vực có rất nhiều cây cỏ. Nhóm của Turner chạy ra ngoài bờ biển đã thấy hai tên chuột hói đang kéo thuyền ra ngoài. Thế là đỡ tốn công kéo, Turner muốn ở lại đợi Jack đi cùng. Cả đám nở nụ cười sau đó chợt tắt khi thấy Jack sâu dâm đang dẫn cả làng thổ dân đuổi đến. May mắn anh ấy đã leo lên tàu kịp lúc. Đám thổ dân nhìn theo tiếc nuối nhưng sau đó họ đã tìm được niềm vui mới, đó là đuổi theo chú chó canh ngục. Trên tàu Turner xin Jack hãy đưa la bàn cho mình để cứu người yêu nhưng anh ta không đồng ý. Thế là anh chàng liền rút kiếm ra muốn cướp. Jack nói rằng nếu Turner đồng ý giúp mình tìm chiếc chìa khóa thì anh sẽ giao chiếc la bàn ra. Khi đó ở trên một con tàu khác, thủy thủ đoàn phát hiện ra một chiếc váy trên tàu tưởng là có ma nữ xuất hiện. Cả đám cãi nhau ỏng củ tỏi mà không biết là Elizabeth đã hóa trang thành đàn ông ở trên tàu. Bên này Jack cho hai thuyền nhỏ đi vào nhánh sông. Gibbs kể cho mọi người nghe truyền thuyết về thuyền trưởng David Jones. Nghe xong ai cũng muốn xón cả ra quần. Jack vào một căn nhà gỗ và gặp một cô phù thủy tên là Tina. Anh dùng con khỉ mặt phụ khoa để trả công và hỏi cô nàng về chiếc chìa khóa. Tina nói rằng nó sẽ mở ra một cái dương, trong đó không chứa vàng hay bạc mà là trái tim của David Jones, mà chiếc chìa khóa đó hắn luôn mang bên mình. Sau đó Tina kêu Jack đưa tay ra cho cô xem, thấy vết ấn đang hoại tử cô liền vào trong lấy một chiếc bình và nói run 10 năm mới có thể lên mặt đất một lần. Jack không tin nhưng chuyện tâm linh không đùa được đâu nên anh đã nhận nó. Tiếp theo Tina gieo một quẻ để xác định vị trí của tàu Hà Lan bay. Đến nơi Turner nhiệt tình đòi lệnh ấn tiên phong đi thó chiếc chìa khóa. Jack căn dặn nếu có bị bắt thì nói là tôi đưa cậu tới để trả món nợ. Turner không biết câu nói đó là gì, cứ thế mà trèo thuyền đi. Anh lên một con tàu đang mắc phải đá ngầm, thủy thủ trên đó kẻ chết kẻ bị thương nhiều vô số. Lúc này có một người không may rơi xuống, anh liền chạy lại giúp đỡ nhưng người đàn ông đó không có khuôn mặt. Ngay sau đó một chiến thuyền đầy rong rêu và gai nhọn ngoi lên khỏi mặt biển. Đám hải tặc bên tàu Hà Lan bay tràn qua tấn công các thủy thủ ở tàu gặp nạn. Turner rút kiếm ra nhúng vào dầu hỏa rồi đốt cháy và nói hôm nay tao chơi khô máu với tụi mày. Một tên không sợ lao lên bị chém cho rơi hết cả thức ăn vừa mới nuốt. Turner đang không hiểu bọn này là thứ quái quỷ gì liền bị đánh bất tỉnh nhân sự.
thuyền trưởng John bước ra với bộ lông mồn ngoe nguẩy và cánh tay càng cua bự tổ chẳng. Hắn đi tới dụ dỗ một thuyền viên làm việc cho mình, người bên cạnh liền cảnh báo anh ta, thế là bị giết ngay tại chỗ. Những người còn lại sợ quá liền đồng ý làm tay sai cho hắn trong 100 năm. Đến lượt Turner thì anh nói đến để trả nợ cho Jack, mà Jack bên này đang dùng ống nhỏ ngó xem. Ai ngờ vừa chợp mắt John đã xuất hiện trước mặt, cả đoàn thủy thủ cũng bị đám quái vật bắt lại. John nói giá trị linh hồn mỗi người khác nhau. Và linh hồn của Jack đáng giá 100 linh hồn khác. Nếu muốn tự do thì trong 3 ngày mang 100 linh hồn khác tới đây. Anh cố xin John thả Turner ra nhưng hắn không đồng ý. Sau đó làm vết ấn hoại tử trên tay anh ngành lại. Thế là Jack liền lái tàu ngọc che đen đến Tortuga. Mà lúc này trên con tàu của thương nhân, ông chủ thấy có một cái bóng lướt qua liền cho người ra xem thử. Ôi mẹ ơi, một chiếc váy đang lơ lửng trên không trung. Nàng làm đổ chiếc đèn dầu làm cháy lên dòng chữ Tortuga. Phía bên kia Jeep đang mở cuộc tuyển chọn thêm thuyền viên. Ngồi nói khô cả nước bọt, mới chỉ có 4 người chán sống đồng ý. Lúc này một gã đàn ông đi đến, không ngờ đó lại là vị thiếu tướng James Oai hùng ngày nào. Giờ sao anh ta trông thảm hại đến thế nhỉ? Ra thấy vậy, ông chậu cây tính chim én đi nhưng vẫn bị phát hiện. Hai đồng đội đã có mặt kịp thời để cản James lại. Thế là cả quán ba văn hóa loạn cả lên. Jack cùng anh em nhân cơ hội đó đánh bài chuồn. Khi ấy Elizabeth bước vào thấy James đang quẩy hang say, nàng lao vào hỗ trợ cho anh ta. Có mùi gái anh liền gái một mình tao chấp cả cái quán ba này. Thế là nàng đập cho James bất tỉnh rồi bị mọi người ném vào chuồng heo. Trên tàu Hà Lan bay, Turner thấy một khẩu đại bác sắp rơi xuống liền chạy tới buộc dây, không ngờ lại gặp lại người cha đã mất. Điều này khiến anh ngạc nhiên sơ ý buông tay ra làm khẩu pháo rơi xuống. Thế là anh bị bọn hải tặc bắt lại chịu phạt. Ông đã cản lại và nói đó là con trai mình. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thật là khó nói. Ông nói anh hãy tìm cách trốn đi. Bây giờ Turner mang tấm bản đồ ra nói con đang đi tìm chiếc chìa khóa. Người săn hô bên cạnh nói rằng chìa khóa đó có thể mở ra chiếc hộp của người chết và chỉ cần đâm vào quả tim là được. Tại Tortuga, Elizabeth tìm đến Jack để hỏi tung tích chồng của mình. Anh nói chồng của cô đang bị bắt trên tàu Hà Lan bay. Nếu muốn cứu anh ấy thì phải tìm ra chiếc hộp bí mật có thể sai khiến John làm mọi thứ. Anh đưa chiếc la bàn cho nàng, bởi vì nàng có trái tim to tròn. Ta nhầm trái tim kiên định nên nó sẽ chỉ đúng hướng đi. Cô nàng nghe có mùi chém gió nhưng đúng là nó đã dừng ở một hướng. Họ lập tức khởi hành theo hướng đó. Còn thiếu tướng Jim có nhiệm vụ chăm sóc một con rể. Bên này tên lãnh chúa yêu cầu thống đốc hợp tác với mình thì hắn mới giúp con gái ông thoát tội trên tàu Hà Lan bay. Đám thủy thủ đang chơi tài xỉu, mà tiền cược chính là số năm phải phục vụ trên tàu. Turner thấy vậy liền nói muốn thách thức với John. Bạn nào gọi mình đó có mặt chó của mình đây. Anh muốn đặt cược bằng cả linh hồn và muốn chiếc chìa khóa từ hắn. John không ngờ anh ta lại biết về nó nhưng vì bị bơm đỉnh nên vẫn chơi. Lúc xe ao xúc sắc cha của anh cũng tham gia, vì sợ con trai thua cuộc nên đã nói dối số điểm. Điều này là phạm luật và ông phải phục vụ hắn mãi mãi. Đêm đó ông giả lệnh của John để lái tàu trong khi Turner thì lẻn vào phòng hắn. Anh lấy cây bút vạch bộ lông mồm của hắn ra. Vừa thấy chìa khóa thì bất cẩn làm xúc tu đập vào đàn khiến hắn tí nữa tỉnh dậy. Anh ép bản đồ vào thay thế rồi lấy chìa khóa đi. Ra ngoài cha đưa cho anh một con dao rồi bảo con trai hãy cao chạy xa bay. Anh cầm nó lên và hứa sẽ giải lời nguyền cho ông. Hôm sau Turner may mắn được một tàu thương nhân cứu giúp. Anh phát hiện ra chiếc váy của vợ trên tàu. Mà lúc này tàu Hà Lan bay đã đuổi theo sát đít rồi. John cho người tạo sóng âm triệu hồi thủy quái Kraken. Tàu thương nhân bên này lập tức chấn động. Rất nhanh đã có người bị quái vật bắt mất. Mọi người lập tức mang vũ khí ra nghênh chiến. Nhưng con mực khổng lồ này nào có sợ mấy thứ vũ khí hoang sơ đó. Chỉ có gặp thánh nhậu Việt Nam thì nó mới tắt điện thành mực chín món thôi. Mặc dù tất cả đều cố gắng chống trả nhưng con quái vật chỉ cần vung nhẹ hai xúc tu là con tàu đã gãy làm đôi. Những thủy thủ tội nghiệp bị trút hết vào miệng nó. Turner ngã xuống biển rồi cố bám lấy một tấm ván thuyền. Thấy tàu người Hà Lan bay đến anh liền trốn đi. Những thủy thủ trên tàu buôn còn sống cũng bị bắt và xử tử tại chỗ. Turner trốn gần đó tí nữa thì bị phát hiện. John lo sợ chiếc hộp bị lấy mất liền tức tốc phóng thuyền về nơi cất giữ trái tim của hắn. Trên tàu ngọc trai đen, Jack cố gắng dụ dỗ Elizabeth cưới mình. Nàng nói éo nhưng vẫn muốn anh ta thành người tốt. Ngay lúc sắp đút cơm chó cho nhau ăn thì tay của Jack lại hiện dấu ấn đen. Đến nơi anh ôm theo bình đất và đi thuyền nhỏ lên đảo. Elizabeth đi theo hướng la bàn nhưng nó chỉ lung tung hướng. Nàng tức giận chửi mày có muốn tao đập cho cái không? Ai ngờ nó sợ hãi chỉ đúng hướng nàng ngồi. John cũng đã đến nhưng hắn không thể lên bờ vì lời nguyền nên chỉ có thể cử thuộc hạ đi. Ba người đào lên được một chiếc dương. Bên trong toàn là thư tình và một chiếc hộp. Khi ghé tai vào họ liền nghe nhịp đập. Chết mẹ mày với tao rồi John ơi. Turner lúc này cũng tới nơi. Hai vợ chồng vội ôm lấy nhau thắm thiết. Sau đó anh vạch trần chuyện Jack lừa mình bán linh hồn. Điều này làm Elizabeth rất thất vọng với Jack. Turner muốn phá hủy trái tim của John để giải lời nguyền cho cha mình nhưng Jack lại muốn dùng nó để trao đổi với hắn.
trong khi đó James lại muốn mang nó về cho lãnh chúa để được phục chức. Thế là cả ba ông bắt đầu trau dồi kiếm thuật, Elizabeth chạy theo để khuyên ngăn, ngay cả có giả vờ bất tỉnh cũng méo ai quan tâm. Đúng lúc này hai tên chột hói mang chiếc hộp chạy mất, nàng liền đuổi theo chúng vào trong rừng. Mà ba ông thần mải đánh nhau đến độ chẳng biết gì, đánh từ bờ biển lên tận nóc nhà vẫn còn chưa chịu nhường ai, giắc dùng tái múa mỏ ly gián hai người rồi lén lấy chìa khóa và rời đi. Ai ngờ đang hí hưởng lại đạp phải một cái hố mà hai thanh niên tên kia đánh đến nỗi rơi cả bánh xe khổng lồ. Thế là nó lăn qua chỗ giắc vừa ngoi đầu lên, anh ta bị kẹt vào trong bánh xe khiến chìa khóa rơi xuống dưới, vừa lấy lại được thăng bằng thì va đầu vào thanh sắt ngất xỉu. Còn Elizabeth vì quên mất là mình đã đưa kiếm cho người yêu nên bị hai tên chuột hói tính liếu lều. Đúng lúc này bánh xe chạy ngang qua, còn giắc hối hả đuổi theo phía sau, nhưng chẳng anh nào đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân cả. Chỉ có đám lính của John là chạy tới, cả ba hú hồn chim én liền xách mông chạy tụt cả quần. Mấy ông thần thì vẫn đấu kiếm với nhau trong bánh xe, còn Elizabeth hợp sức với hai tên chuột què cố gắng chống trả lại đám lính quái dị. Một tên lính đã nhân cơ hội lấy chiếc hộp rời đi, giắc bên này cũng lấy được chìa khóa, vừa phóng xuống liền trông thấy tên lính đó. Anh ném quả dừa làm bay cái đầu của hắn rồi mở chiếc hộp ra. Anh lấy quả tim nhét vào áo rồi chạy thật nhanh ra biển, sau đó cất nó vào bình chứa đất của mình. Nhưng có một tên tính cắn lén phía sau, thế là cả hai liền giao cấu một trận ác liệt. Trong khi đó, Elizabeth chưa biết gì vẫn cố gắng bảo vệ chiếc hộp. Hai ông thần kia thì tiếp tục quay tròn đều từ rừng ra tới biển. James thấy giấy xóa tội của Turner liền giấu đi và lấy trái tim trong chiếc bình. Turner vừa đuổi tới nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở, giắc sợ bị lật tẩy đã đánh bất tỉnh nhân sự anh ta. Thiếu tướng đóng vai anh hùng mang chiếc hộp dụ bọn quái vật vào trong rừng. Bọn chúng lấy được chiếc hộp liền mang về cho John. Trở về Ngọc Trai Đen, giắc ôm khư khư chiếc bình thì bất ngờ tàu Hà Lan bay nổi lên mặt biển. Bọn chúng gào thét muốn tấn công nhưng giắc nó sợ. Anh cầm chiếc bình lên nói có ngon thì chúng mày qua đây. À thằng này láo nhỉ. John ra lệnh đồng loạt khai hỏa. Giắc cố né tránh nhưng tàu vẫn bị thủng một lỗ lớn. Thoát khỏi sự truy sát mọi người hân hoan ăn mừng, giắc bất cẩn làm chiếc bình vỡ ra và phát hiện trái tim đã bị mất. Lúc này Turner cảm nhận được thủy quái Kraken đang tới liền bảo mọi người cẩn thận. Giắc hoảng sợ tìm cách chim én đi cho an toàn. Từng chiếc xúc tu khổng lồ từ mặt biển ngoi lên bám vào thân tàu. Do đã đánh nhau từ trước nên lần này Turner có kinh nghiệm hơn. Anh chờ cho con quái vật tới gần rồi khai hỏa bắn vào xúc tu của nó. Kraken đau đớn rút xuống nước. Anh tiếp tục kêu mọi người nạp đạn rồi lấy tất cả thứ gì dễ cháy treo lên. Cách đó không xa Giắc đang quay tay tích cực để bỏ trốn. Kraken quay lại liền tung đòn hiểm đánh thẳng vào vị trí của những khẩu pháo. Jeff cố gắng kéo mỏ leo lên chuẩn bị chạy nhưng vẫn bị nó tấn công mãnh liệt. Turner dụ nó đến chỗ cài sẵn thuốc nổ nhưng chân của anh bị mắc kẹt. Elizabeth thấy vậy đã bỏ lỡ thời cơ giết nó. Và ngay sau đó nàng đã bị con quái vật kéo đi. May mà tên chuột đã chặt đứt xúc tu kéo nàng. Một thủy thủ tính bắn vào chỗ thuốc nổ thì bị nó tấn công. Súng rơi ở tầng trên. Elizabeth vội chạy lên lấy thì bị ai đó cản lại. Hóa ra đó chính là huyền thoại Giắc Sâu Dâm. Anh cầm súng lên bắn một phát và tất cả mọi người có món mực khổng lồ nướng mọi. Này mà chấm với muối ớt xanh thì hết sẩy con bà bảy. Mặc dù Ngọc Trai Đen là con tàu mà Giắc rất yêu quý nhưng anh vẫn lệnh cho mọi người bỏ tàu để lên bờ. Điều này khiến Elizabeth có cái nhìn thiện cảm hơn về anh. Nàng trao cho anh cục đờm béo ngậy và bị Turner nhìn thấy. Nhưng không ngờ đó chỉ là trò lừa vì nàng đã còng tay Giắc lại. Nàng nói chỉ có cách này mới có thể cứu được mọi người. Sau đó nói xạo là Giắc đã tự nguyện ở lại hy sinh. Anh ở trên tàu cố gắng lắm mới có thể thoát ra khỏi chiếc còng thì một hàm răng sắc nhọn nhẹ ra ở phía sau. Nó thở nhẹ một cái là đống mưa xuân bay dính đầy vào người anh. Anh nở nụ cười nói lịt pẹ mày rồi lao đến. Từ xa mọi người trông thấy Kraken đang nhấn chìm tàu Ngọc Trai Đen. John hí hưởng tưởng xong chuyện rồi nhưng khi mở chiếc hộp ra thì đến cái nịt cũng chẳng có. Hắn tức giận nguyền rủa Giắc. Trên đất liền James mang trái tim về cho lãnh chúa và yêu cầu khôi phục lại toàn bộ chức quyền. Nhóm thủy thủ lúc này tìm đến gặp Tina. Ai nấy cũng đều xót thương cho sự hy sinh của Giắc. Elizabeth cũng cảm thấy dằn vặt trong lòng. Khi ấy Tina hỏi liệu mọi người có nguyện đi tới tận cùng thế giới đưa Giắc và tàu Ngọc Trai Đen trở về không. Tất cả ngay lập tức đồng ý, mà điều họ không ngờ người sẽ dẫn họ đi lại là tên thuyền trưởng Hector đã chết từ tập trước. Sau khi James mang trái tim của David John cho lãnh chúa Baker, anh ta đã được thăng chức thành đô đốc. Còn tên Baker có thể sai khiến John dùng con tàu Hà Lan bay bắn tung đít thằng hải tặc nào dám động đến những con thuyền của công ty Đông Ấn mà hắn sở hữu. Từ đó hắn càng ngông cuồng hơn và đưa ra chính sách tiêu diệt cướp biển một cách tàn bạo. Bất kể ai liên quan hay bị tình nghi liên quan tới cướp biển đều bị treo cổ. Đối diện với cái chết, cậu bé này tỏ ra không hề run sợ. Cậu cầm đồng 81 đồng tiền được sử dụng ra thương và cất lên bài hát của hải tặc. Những người khác cũng cất vang tiếng hát theo cậu bé. Thấy vậy, một tên lính hải quân đã chạy đến báo với Baker.
nhưng hắn nói đây chính là lời nhắn mà hắn muốn gửi tới đám hải tặc. Tại vùng biển Singapore, Elizabeth cùng Hector, tên thuyền trưởng mới được phù thủy Kina hồi sinh, đang trên đường tới tìm Lão Châu. Ông ta là hải tặc cai quản toàn bộ vùng biển này. Hector nói dối rằng tới đây để thuê thuyền và thủy thủ đoàn của Lão Châu, nhưng lão ta đã biết tổng Hector muốn lừa mình vì trước đó đã bắt được Turner đang cố gắng trộm bản đồ đi đến cửa tử của mình. Mấy thằng đầu chọc như anh thường thông minh lắm. Mà chúng mày tính đi vào cửa tử để làm cái vẹo gì vậy? Hector lập tức ném cho Lão Châu một đồng 8 đại diện cho hội bàn tròn cướp biển. Hắn nói rằng bài hát của cướp biển đã được cất lên bởi những con người tuyệt vọng khi bị treo cổ. Hội bàn tròn phải được triệu tập để giải quyết chuyện này, nhưng phải có 9 đồng 8 đại diện cho 9 thuyền trưởng hải tặc trên thế giới mới có thể tổ chức cuộc họp, mà rắc râu dâm đã chết mà chưa trao lại đồng 8 cho người kế nhiệm. Vì vậy, anh ấy phải được giải cứu để tổ chức cuộc họp. Đang ôn lại tình xưa nghĩa cũ thì đột nhiên đám hải quân từ đâu xuất hiện tấn công mọi người, thế là nổ ra một trận chiến vô cùng ác liệt. Trong lúc hỗn loạn, Lão Châu bắt được Turner và phát hiện ra anh theo phe Baker, nhưng anh đã dụ dỗ ông ta theo mình vì chống lại hải quân thì chỉ có đi bán muối. Turner thành công lấy được tấm bản đồ và cùng mọi người lên tàu chim én đi. Hôm sau, tin tức cuộc gặp gỡ ở Singapore truyền tới tai Baker, nhưng hắn lại không biết hội bàn tròn được họp ở đâu cả. Lúc này, Đô đốc Jim bước vào và được lãnh chúa giao nhiệm vụ tiêu diệt hội bàn tròn. Mà nó cái khó thì nó giao cho mình. Cùng lúc này, thuyền của Hector tiến vào vùng sông băng trên con đường giải cứu rắc sâu dâm. Hai tên chuột hói không chịu được cái lạnh bèn cằn nhằn hỏi sao không hồi sinh mẹ nó đi còn bày đặt giải cứu. Tina tức giận nói đấy là do lão đạo diễn bảo tao phải làm vậy, chứ chúng mày nghĩ tao thích vậy lắm hả? Với lại rắc đã mất cả linh hồn lẫn thể xác nên không thể hồi sinh được. Sau khi mang tấm bản đồ ra xoay thì Turner hỏi Hector nơi tận cùng thế giới nằm ở đâu. Thằng này hỏi ngu vờ lờ, cứ đi thẳng một mạch theo tấm bản đồ là tới thôi, chứ tao cũng có biết nó như thế nào đâu. Phía bên kia, David John đang đánh đàn nhưng tâm trí lại nhớ về một loại đàn khác, đó chính là đàn bà. Đúng lúc này, hải quân tràn lên tàu của người Hà Lan bay. Baker cho đám lính mang trái tim của John ra rồi nói rằng nếu chú mày có ý định bất tuân thì anh sẽ bắn cho nó nát như tương. John mặc dù tức cay hết cả giái rồi nhưng cũng không làm gì được. Tối đó, hai vợ chồng Turner nói chuyện với nhau. Chàng thì muốn xóa đi sự lạnh lùng giữa hai người trong suốt thời gian qua. Còn nàng thì nói sau khi cứu được rác sâu dâm nàng sẽ bỏ đi. Tina bất ngờ xen ngang và đưa ra lời khuyên. Anh sẽ phải trả giá cho thứ anh muốn nhất. Lúc này Turner hoảng hồn khi thấy con tàu đang tiến gần tới một thác nước khổng lồ. Nhưng Hector vẫn vui vẻ nói không sao đâu vì chúng ta đều là nhân vật chính mà. Sau đó con tàu lao xuống khoảng không vô tận. Cuối cùng chúng ta đã gặp lại được thuyền trưởng rác đang ở cõi hư vô. Nhưng rác lại bị rác bắn chết trên chính con tàu ngọc trai đen mà có rất nhiều rác khác đang làm việc. Hóa ra là vì ở một mình chán quá nên anh ta tự tưởng tượng ra tất cả. Chỉ có một sự thật là anh ấy đang sống một mình và con tàu yêu quý thì bị mắc kẹt trên sa mạc. Anh liếm nước bọt lên ngón tay để mòn mỏi tìm gió. Nhưng thứ anh tìm thấy chỉ là một cục đá màu trắng. Thấy ngứa mắt, anh ném hòn đá qua một bên. Đi được vài bước, anh lại nhìn thấy một hòn đá y hệt. Thế là anh lè lưỡi ra liếu liều xem có vị gì không. Cảm thấy mùi như mắm tôm, rắc liền ném nó đi. Hòn đá bất ngờ chuyển động biến hình thành một con cua. Thấy rắc khốn khổ một mình kéo tàu anh qua sa mạc, cua liền hú cả lò cả tổng nhà nó tới để giúp rắc di chuyển con tàu. Lúc này nhóm Hector đã bị sóng đánh giạt vào bờ. Hắn ta nói với Turner rằng chú mày thấy anh nói có sai không? Trong lúc không ai để ý thì mấy con cua bò vào trong váy của Tina, hỏi sao rắc nếm có mùi mắm tôm. Đột nhiên con tàu ngọc trai đen cùng rắc đang tỏ vẻ bố đời xuất hiện. Con thuyền lao thẳng xuống biển nhờ sự trợ giúp của những con cua do Tina điều khiển. Mọi người vui vẻ chào đón rắc nhưng anh lại nghĩ rằng đó là những ảo ảnh. Khi nhìn thấy mặt Elizabeth chưa trang điểm, anh nhận ra ngay họ là thật. Cả bọn giải thích tình hình hiện tại và mong anh quay lại. Rắc đồng ý cả ba chân nhưng sẽ bỏ lại kẻ từng cố gắng giết mình. Mà Elizabeth ngon quá nên anh thay đổi ý định cho tất cả lên tàu ngọc trai đen. Trên tàu, Turner gặp nàng với hy vọng nối lại tình xưa nghĩa cũ. Mà cả hai lại có những điều thầm kín không dám nói ra khiến họ trở nên nghi ngờ lẫn nhau. Thế là cuộc tình lại đi vào ngõ cụt. Màn đêm buông xuống cũng là lúc linh hồn người chết trôi nổi trên mặt biển. Hai tên chọc hói tính ném phao xuống xem thế nào thì Tina cản lại. Cô nói rằng những linh hồn này là nhiệm vụ của David John. Nữ thần Calypso đã bắt ông ta cứ 10 năm phải chuyển linh hồn người chết sang thế giới bên kia để đổi lấy một ngày lên bờ. Cái ngày mà John có thể ở cạnh cái lò hư hỏng của người mình yêu, mà trên cổ của Tina cũng có mặt dây chuyền giống của John. Lúc này những linh hồn giàu có đến vì chúng nó được ngồi thuyền. Elizabeth ngỡ ngàng khi thấy cha của mình cũng ở trong số họ. Ông cảnh báo nếu ai đâm trái tim của John thì sẽ phải thế trái tim của mình để làm thuyền trưởng của tàu Hà Lan bay. Elizabeth hối hả muốn cứu cha nhưng ông ấy nói thôi mày để cho tao yên nghỉ đi. Con tàu cứ thế di chuyển đến hoàng hôn ngày hôm sau. Nếu họ không thoát khỏi đây thì sẽ kẹt lại mãi mãi. Rắc ngồi xoay bản đồ để tìm lối thoát thì phát hiện dòng chữ lên là xuống. Anh ngồi suy nghĩ đã lên rồi thì sao phải xuống.
Đột nhiên đầu anh nhảy số hiểu ra chỉ dẫn của tấm bản đồ, giấc cho người ném hết đồ vật nặng xuống nước, sau đó kêu mọi người chạy qua lại giữa hai bên mạn thuyền, con tàu bắt đầu đắc lư theo điệu nhảy cha cha cha. Dưới sự hợp sức của mọi người, con tàu đã bị lật ngược lại đúng thời khắc mặt trời lặn xuống, ánh sáng xanh phóng thẳng lên bầu trời và con tàu đột ngột nổi lên mặt nước. Họ đã trở về với trần gian nhưng tất cả lại chia súng vào nhau. Hector thuyết phục Jock và mọi người tham gia cuộc họp của hội bàn tròn. Jock không thích điều này vì anh đã đắc tội với mấy tay thống lĩnh trong hội, nhưng mà súng bị dính nước không bắn được nên cuộc tranh cãi kết thúc. Cả đám lên một hòn đảo để kiếm vật tư thì phát hiện xác của Kraken ở đó. Không ngờ Baker có thể điều khiển Jon giết chết cả thú cưng của mình. Cảm thấy tình hình không ổn nên Jock đồng ý tham gia cuộc họp. Lúc này tàu của công ty hàng hải Đông Ân tới, không ngờ Lão Châu lại trở thành tay sai của Baker và dẫn người đến đây bắt tất cả lại. Và người đã dẫn hắn đến chính là Turner. Anh phản bội vì cần chiếc ngọc trai đen để đánh lại tàu người Hà Lan bay cứu cha mình. Sau đó Jack được đưa đến gặp lãnh chúa Baker. Hắn muốn moi thông tin hội bàn tròn từ anh ấy. Jack dùng tài múa mỏ nói rằng sẽ dụ cả lò cướp biển ra cho Baker tấn công. Trên tàu Lão Châu đang hí hửng vì mình sắp có con tàu ngọc trai đen. Ai ngờ công ty Đông Ấn lại chấn lột lại con tàu từ tay ông ta. Ôi con sông quê, Hector nhân cơ hội đó khuyên ông ta quay đầu lại bởi vì hội bàn tròn có sự trợ giúp của nữ thần Calypso đang bị phong ấn vào cơ thể của một con người. Thế là cả đám cùng cười hớn hở như mới trúng mùa. Lão Châu đồng ý nhưng hắn có một điều kiện là giữ Elizabeth làm con tin. Lão ta và Hector lập tức ra lệnh tấn công tàu công ty Đông Ấn. Jack thì quay lại tàu ngọc trai đen và cho người giam giữ Turner ngay lập tức. Baker ra lệnh cho đô đốc James đuổi theo ngọc trai đen. Còn hắn 30 tàu của Lão Châu, nhưng cột buồm chính của tàu đã bị đổ gãy sau cuộc tấn công vừa rồi, thế là tàu ngọc trai đen nhẹ nhàng thoát đi. Lão Châu giữ Elizabeth lại vì lầm tưởng nàng là nữ thần Calypso. Nàng vừa mở mồm ra nhận mình là nữ thần thì bị ông ta xông tới đá lưỡi rất nhiệt tình, không ngờ vừa bị đẩy ra đã ăn nguyên một viên đại bác vào người. Thuyền của người Hà Lan bay bất ngờ tấn công con tàu. Lão Châu trong lúc hấp hối đã trao lại đồng 8 của mình cho Elizabeth và dĩ nhiên nàng trở thành thủ lĩnh vùng biển Singapore. Rất nhanh đô đốc James đã chiếm được quyền kiểm soát nơi này. Elizabeth cũng bị giam dưới ngục của tàu người Hà Lan bay. Tại đây nàng gặp được cha của Turner. Sau khi thua cuộc cả đời với John, ông đã trở thành kẻ ngáo ngơ. Khi ấy nàng mới biết Turner muốn giết John để cứu cha mình, nhưng anh sẽ phải trở thành thuyền trưởng của tàu Hà Lan bay và không được ở bên cô, hoặc là cha của anh sẽ mãi mãi chịu lời nguyền. Lúc này Turner phía bên kia thả quan tài đựng xác chết dưới biển để làm dấu cho Baker. Jack biết điều đó nhưng không làm gì cả. Anh đề nghị Turner cho mình đâm vào trái tim của John, sau đó đưa cho đối phương chiếc la bàn rồi tặng nhẹ một nụ hôn gió khiến Turner thối quá chịu không nổi ngã xuống biển, quay lại tàu người Hà Lan bay. James vì mê gái đã thả tù nhân ở đây ra ngoài. Cha của Turner phát hiện ra điều này nhưng do đang chịu lời nguyền của con tàu nên ông đã xiên quê giết chết James. Trước lúc ra đi, anh đã bắn đứt sợi dây nối giữa hai con tàu để cho Elizabeth lên tàu của Lão Châu thoát thân. Sáng hôm sau tàu ngọc trai đen đã đến điểm hẹn, Tina và Hector tự nhiên lại cãi nhau. Thì ra cô ấy chính là nữ thần Calypso. Cô yêu cầu hắn tìm cách giải trừ phong ấn cho mình. Vì trước đó 9 thủ lĩnh đã dùng 9 đồng 8 của mình phong ấn nữ thần nên chỉ có 9 đồng 8 đó mới có thể phá giải nó. Bên kia Baker triệu tập một cuộc họp có cả John và Turner. Dâu bạch tuộc tỏ ra tức giận khi biết Jack dâu dâm vẫn còn sống nên chất vấn Baker. Nhưng Baker méo quan tâm và hỏi ngược lại hắn về Calypso. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của kẻ si tình. Hắn nói ta là một nữ thần tồi tệ thích hành hạ người khác. Và chính hắn là kẻ đã tạo ra phong ấn để nhốt ta lại. Turner nhìn qua là biết dâu bạch tuộc yêu người phụ nữ đó. Anh ra điều kiện kêu John phải trả tự do cho cha của mình và Baker phải đảm bảo an toàn cho anh và Elizabeth thì anh mới dẫn chúng tới hội bàn tròn bằng chiếc la bàn cũ. Lúc này hội bàn tròn đã được tập hợp. Hector kêu các thống lĩnh đưa ra các đồng 8 mà thật ra đó là những món đồ lập nghiệp của họ. Jack từ chối đưa ra đồng 8 của mình vì vẫn còn thiếu một vị thống lĩnh, đó chính là Lão Châu. Đúng lúc này, Elizabeth mặt ngầu lòi xuất hiện nói Lão Châu đã chết và truyền lại đồng 8 cho mình. Nàng tiết lộ kế hoạch tấn công nơi này của Baker và kêu gọi mọi người đứng lên chiến đấu. Thế là nhận lại những nụ cười khinh bỉ từ mọi người. Chúng méo tin hải quân có thể phá được lớp phòng thủ ở đây nên việc gì phải đánh nhau. Hector đề nghị mọi người thả nữ thần Calypso ra để trợ giúp đánh tung đít đám hải quân. Thế là hội bàn tròn văn hóa cãi nhau rồi nổ ra một cuộc nội chiến siêu anh hùng. Lúc này David Jones tới thăm người yêu trong tù. Ta nói rằng sẽ hủy diệt toàn bộ hội bàn tròn sau khi được giải phong ấn. Bên kia Hector nổ phát súng khiến cuộc nội chiến được dừng lại. Jack thuyết phục mọi người đứng ra tuyên chiến theo Elizabeth. Hector không đồng ý vì chỉ có vua hải tặc mới có quyền đó. Hắn ta yêu cầu gặp người giữ luật để chứng minh điều mình nói. Không ngờ đó lại chính là cha của thuyền trưởng Jack dâu dâm. Ông mở ra quyển luật hải tặc to trà bá. Tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và cả thế giới sẽ phải run mình trước đế chế An Nam thét ra lửa.
Còn chuyện vua hải tặc có quyền tuyên chiến thì đúng như Hector nói, mà muốn tìm ra vua hải tặc rất khó vì mấy ông thống lĩnh chỉ chăm chăm bầu cho mình. Jack yêu cầu một cuộc bỏ phiếu ngay lập tức và đám thống lĩnh vẫn bỏ phiếu cho bản thân. Không ngờ Jack lại bầu cho Elizabeth và thế là nàng trở thành vua hải tặc. Cày cuốc mấy chục năm không bằng con nhỏ mới vào ngành được một hôm đã leo lên chức vua hải tặc. Cay vãi cả giái, ngay lập tức nàng điều động tất cả tàu cướp biển ra trận. Thấy con tàu hải quân xuất hiện ai nấy cũng hùng hồn khí thế rồi chợt tắt. Con mẹ nó, đám tàu hải quân phía sau đi chậm giờ mới lòi mặt ra. Sao mày bảo nó có ít thuyền lắm? Để tránh đổ máu cả hai bên chọn phương án thương lượng. Elizabeth đề nghị đổi Jack qua bên đó và đưa Turner về bên này. Hector giả vờ tức giận vì bị Jack lừa liền vung kiếm chém rơi đồng 8 treo trên người anh ta xuống. Thế là Jack được đưa thẳng vào nhà giam của con tàu người Hà Lan bay. Phía Hector lúc này đã sẵn sàng giải phóng cho nữ thần Calypso. Hắn ta bày ra gương mặt tà dâm bắt đầu đọc thần chú nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Tên chuột thấy vậy liền ra tay. Hắn thì thầm bên tai Tina khiến cô phê lòi cái lò hư hỏng. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy những đồng 8. Cô ta liền hít lấy hít để làn khói đi mi. Lúc này Turner nhào tới nói kẻ đã bày ra cách phong ấn nữ thần chính là John. Tina đau khổ khi biết được sự thật rồi hóa khổng lồ. Tất cả quỳ xuống dưới chân nữ thần xin bà ta trừng phạt kẻ địch. Ai ngờ bà ta nói chuyện đó do chúng mày làm thì tự chịu rồi hóa thành hàng ngàn con cua đi mất trước sự thất vọng của mọi người. Thôi thì tự lực tự cường đứng lên chứ nhờ giúp đỡ của người khác thì còn mặt mũi gì. Thế là hai bên hò reo bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này bầu trời xám xịt lại, nữ thần đã mang đến một cơn bão và một xoáy nước khổng lồ. Cả hai phe không chút do dự lao vào xoáy nước hai pháo tấn công mãnh liệt. Khi ấy Jack thoát khỏi ngục của tàu Hà Lan bay rồi nhẹ nhàng thó chiếc hộp chứa trái tim của John. Trong khi đó, Râu Bạch Tuộc cũng lấy lại được chiếc chìa khóa từ tay công ty. Hai thanh niên trí lớn chạm trán với nhau. Jack lợi dụng khẩu đại bác bay lên cột buồm nhưng đối thủ lại sử dụng dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mắt anh ta. Cuộc chiến giữa hai kẻ điên diễn ra khốc liệt. Giữa lúc cuộc chiến đang căng như dây đàn thì hai anh chị Turner và Elizabeth quyết định làm đám cưới lại và nhờ Hector làm chủ hôn. Thế là hôn lễ có 102 được diễn ra. Sau đó Turner đu dây qua tàu Hà Lan bay để lấy chiếc dương nhưng bị cha của mình ngăn cản. Jack đấu với John khá căng thẳng nhưng anh vẫn bị hắn đánh bay qua một bên. Elizabeth xông tới cản đường hắn để Jack có thời gian lấy chiếc chìa khóa từ cái Râu Bạch Tuộc bị đứt. Turner sau khi hạ gục được cha thì nhìn thấy vợ bị đánh bất tỉnh. Anh nổi cơn phẫn nộ cầm kiếm đâm vào ngực John nhưng hắn ta chẳng sao cả. Thậm chí quay lại đá cho anh tí vỡ cả bộ hàm. Mặc dù Jack cầm trái tim uy hiếp nhưng John vẫn lạnh lùng đâm thẳng vào người Turner. Jack lúc này vẫn do dự không biết có đâm hay không. Còn cha của Turner lấy lại được ý thức bèn lao tới tấn công John. Cuối cùng Jack cũng đưa ra quyết định là để Turner đâm vào trái tim. Râu Bạch Tuộc chết không nhắm mắt. Thuyền viên của tàu Hà Lan bay tiến tới chỗ Turner rồi lấy tim của anh thay thế cho John. Jack thì dùng dù lượn đưa Elizabeth quay trở lại tàu Ngọc Trai Đen và chờ đợi. Tàu của công ty Đông Ấn đang đến gần nhưng Jack vẫn không động thủ. Đột nhiên tàu của người Hà Lan bay trồi lên từ mặt biển. Tất cả thuyền viên trở lại bình thường và thuyền trưởng mới của chúng chính là Turner. Hai con tàu hải tặc lập tức kẹp con tàu của công ty Đông Ấn lại rồi hấp diêm tập thể. Còn kẹt gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tên khốn Baker chính thức đi bán muối trong tiếng đạn pháo nổ bên tai. Hạm đội hải quân thấy vậy liền cong đít bỏ trốn và chiến thắng dành cho hải tặc. Turner sau đó trao trái tim của mình cho vợ rồi rong buồn đi cướp bóc, quay lại với Jack Râu Dâm. Do mải hai tay bù bốn bịch sữa nên bị tàu Ngọc Trai Đen bỏ lại. Hóa ra là do Hector làm vì hắn muốn một mình đi tìm suối nguồn tươi chảy. Nhưng tấm hải đồ đã bị Jack quét đi phần quan trọng nhất. Thế là huyền thoại Jack Râu Dâm tiếp tục ra khơi trên chiếc thuyền hơi phèn của mình. Cuối phim Elizabeth dẫn con trai ra mỏm đá chờ chồng. Còn tôi cũng không biết phải con của Turner không vì chẳng thấy hai người xúc than cho vào lò cả. Trong màn đêm tĩnh lặng của biển cả bao la, hai ngư dân đang đánh cá ngoài xa nhưng lại kéo lên một người đàn ông kỳ lạ liên mồm nói về thứ gì đó. Cả hai lập tức phi xe ngựa mang theo người đàn ông kia tới lâu đài và dâng lên cho đức vua Tây Ban Nha. Ông ta luôn mồm nói John Paul de Leon manh mối dẫn đến suối nguồn tươi chảy. Nắm được thông tin, nhà vua Tây Ban Nha lập tức ra lệnh cho thuộc hạ khởi hành. Lúc này tại London, Anh Quốc, Gibbs phải ra hầu tòa vì bị hiểu nhầm là Jack Râu Dâm. Người có mặt tại phiên tòa hò hét đòi hành hình treo cổ anh ta lên. Nhưng méo thể ngờ là thẩm phán lại chính là Jack. Anh tuyên án chung thân rồi lập tức vào trong lột bỏ lớp hóa trang trả lại cho thẩm phán thật đang ú ớ câu lịch mẹ mày. Sau đó Jack đưa Gibbs trốn khỏi nhà lao lên xe ngựa chim én đi. Hai người bạn vui vẻ chém gió với nhau. Tại đây Gibbs nói rằng mình đã nghe thủy thủ đoàn nói Jack xuất hiện ở London trước đó. Jack tỏ vẻ nghi ngờ kêu đó không phải là anh. Đúng lúc này cỗ xe ngựa đột nhiên phanh gấp. Thằng chó nào chạy xe không cẩn thận vậy? À em xin lỗi các anh ạ. Jack bị hải quân hoàng gia Anh lôi đi như con cún và xích vào một chiếc ghế. Khi ấy ông vua béo của nước Anh bước vào,
Ông ta muốn tìm Jack sơ dâm nhưng không tin người trước mặt là Jack vì anh ta tóc đen chứ không phải vàng. Thấy Jack nói chuyện khua tay múa chân ồn ào quá nên ra lệnh cho thuộc hạ tháo xích ra. Cô béo muốn Jack tìm suối nguồn tươi trẻ cho mình nhưng không phải vì trường sinh bất lão mà là không muốn thua Tây Ban Nha. Ông ta muốn Jack dẫn đường cho Hải quân Anh nhưng không ngờ người đứng đầu Hải quân Anh lại là Hector. Hắn ta đã chuyển ngành từ cướp biển thành Hải quân một cách vi diệu. Có điều giờ thoạt mất một chân và con tàu ngọc trai đen đã bị đánh chìm. Jack tức giận vì Hector không bảo vệ được con tàu yêu quý của mình nên méo thương lượng gì nữa rồi thoát khỏi đây. Sau khi vận dụng tất cả tuyệt kỹ trong 36 kế chuồn là thượng sách, anh cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính và bất ngờ gặp lại cha mình. Jack cha nói rằng muốn sử dụng suối nguồn tươi trẻ thì phải tìm được hai chiếc cốc bạc trên con tàu Japon de Lyon và thực hiện một nghi thức đặc biệt. Jack bắt đầu tìm tàu mới cùng thuyền viên. Không ngờ ở quán bar này anh bắt gặp kẻ đã giả mạo mình. Thế là anh lao vào khô máu để lật mặt tên giả mạo kia. Tao cho mày biết trên đời này chỉ có một huyền thoại Jack sâu dâm là tao thôi. Mà điều ngạc nhiên là Jack hàng giả có tướng đi và phong cách chiến đấu không khác gì hàng thật. Nhưng hàng giả thì vẫn là hàng giả. Jack đánh bại được đối thủ rồi đè người ta ra đá lưỡi nhiệt tình. Hóa ra đó chính là cô nàng Angelica, người tình cũ của Jack. Mục đích của nàng cũng là tìm suối nguồn tươi trẻ. Lúc này đám lính hoàng gia ập tới nên hai người nhảy xuống biển thoát thân. Ngay khi lên bờ, Jack đã bị người của Angelica bắn thuốc mê. Cùng lúc đó, Jeeves bị đưa tới pháp trường. Hector ép ông khai ra vị trí của Jack nhưng thời này làm gì có định vị mà biết được. Được cái Jeeves là một trong hai người biết đường đi tới suối nguồn nên Hector không dám giết ông. Sáng hôm sau Jack tỉnh lại thì bị bắt làm lao công trên con tàu mang tên sự trả thù của nữ hoàng An của tên thuyền trưởng dâu đen. Những tên quản đốc nhìn không khác gì những thê ma và chúng bất tử. Cột buồm thì trói một nhà truyền đạo mới bắt được nhưng may mắn được tha chết vì Angelica con gái thuyền trưởng xin tha chết. Jack xuống ve vãn người yêu cũ và được nàng cho biết thêm. Nàng giả vờ mình là con gái dâu đen thế mà thằng ngu ấy tin là thật. Và hắn đang tìm suối nguồn tươi trẻ vì có lời tiên tri nói rằng hắn sẽ bị giết vào 2 tuần nữa bởi một kẻ thoạt chân. Jack quyết định tin vào lời nói của nàng vì cái chân giữa của anh vẫn cần người chăm sóc. Sau nhiều ngày làm lao công, Jack đã tập hợp được một nhóm thuyền viên. Cả bọn khẳng định chưa bao giờ gặp được dâu đen trên thuyền. Thấy vậy, Jack lại dùng tài múa mỏ của mình nói đây không phải là thuyền của dâu đen và xúi các thuyền viên nổi loạn. Cuộc cách mạng nổ ra ngay sau đó, những tên quản đốc bị áp đảo vì quân số nên nhanh chóng bị trói lại. Jack hí hưởng gáy to giờ con tàu này là của ai vậy chú em? Dâu đen mở cửa lạnh lùng tiến tới từ phía sau. Hắn dùng thanh kiếm điều khiển con tàu treo ngược những kẻ nổi dậy lên. Tiếp theo thả kẻ đứng gác xuống một con thuyền nhỏ rồi thổi lửa nướng mọi trong đêm. Tất cả cảm thấy sợ hãi trước sự tàn bạo của dâu đen. Chỉ có hắn là vẫn hớn hở với hình phạt của mình. Đương nhiên Jack cũng không thể thoát tội phản loạn. Anh bị dâu đen bắt lại và tạo ra một con rối để nguyền rủa Jack. Nếu nó tổn thương thì anh cũng sẽ nhận y như vậy. May mắn lúc này Angelica đã ngăn cản dâu đen vì Jack có thể đưa họ tới suối nguồn tươi trẻ. Hôm sau, Jack cố gắng dùng củ khoai 21cm của mình để dò hỏi nàng về suối nguồn. Nước trong suối chưa thấy chứ nước trong cái lò hư hỏng của nàng đã tràn hết ra ngoài rồi. Nàng nói rằng nước trong suối cùng nước mắt của người cá trong hai chiếc ly bạc có thể cướp đi sự sống của người khác. Jack nghe xong tắt đứng không dựng lên được. Nàng dẫn anh đến tủ bí mật của bố đường. Tại đây những con tàu bị dâu đen đánh bại sẽ bị hắn nhét vào trong những chiếc chai, trong đó có cả ngọc trai đen của Jack. Nàng bán thông tin này cho Jack thì đổi lại anh phải đưa nàng tới suối nguồn để lấy đi mạng sống của kẻ khác cho dâu đen, bởi cô thật sự là con gái ruột của hắn. Sao lúc nói thế này lúc nói thế kia, đúng là không tin được đàn bà đẹp. Mặc Jack thuyết phục cha của nàng là kẻ tồi tệ nhưng Angelica không chịu tin. Khi ấy tàu tới vịnh Mũ Trắng nên các thuyền viên đi thuyền nhỏ vào bờ. Dâu đen thắp sáng ngọn hải đăng rồi chiếu xuống một chiếc thuyền có vài thanh niên để dụ những nàng tiên cá ở vùng biển này. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì nàng tiên cá ngon từ thịt ngọt từ xương cũng xuất hiện. Một anh trai thấy vậy liền tới hỏi sao em sống dưới nước mà da em mịn thế. Tiên cá không nói gì chỉ cất tiếng hát dụ cả lò cả tổng nhà em nó tới. Những nàng tiên xinh xắn hiền lành đột nhiên biến hình thành quái vật hung tợn tấn công các thuyền viên kéo họ xuống nước. Lúc này những người khác xuất hiện thả những hòm thuốc nổ ứng cứu. Dâu đen điều khiển chiếc tàu của hắn phụt lửa chùa ép những con thủy quái vào gần bờ, nơi lưới đã được dâng lên chờ sẵn, nhưng không ngờ chúng lại có khả năng đá lưỡi tầm xa. Độ bắt cá rất nhanh bị đánh cho ngóc đầu không nổi. Ngay cả Angelica cũng bị tấn công xém rơi xuống biển. Thấy vậy, Jack liền đóng anh hùng cứu mỹ nhân nhanh chóng đến ứng cứu nàng. Sau đó, anh chạy một mạch lên ngọn hải đăng đập vỡ bùn chứa mỡ cá voi. Vụ nổ lớn đã phá hủy toàn bộ phần đỉnh tháp. Đám người cá thấy vậy liền cong đít bỏ trốn. Anh chàng truyền giáo ở bên dưới tỉnh lại thì phát hiện một con thủy quái bị mắc kẹt. Anh dùng kiếm để giữ vây nó lại. Nhưng nó lại đưa ra bộ mặt đáng thương khiến anh rút kiếm định thả đi. Lúc này thuyền viên của dâu đen quăng lưới tóm được nó. Hôm sau Hector đi tới vịnh Mũ Trắng nhưng chỉ còn cái nịt ở đây. Biết mình đang đi đúng hướng, hắn liền rút khẩu súng ngắn trong quần ra uy hiếp mọi người vào sâu vào bên trong.
Mặc kệ con tàu đang bị người cá giận dữ tấn công, Jeep dù không muốn nhưng do mình là nhân vật phụ nên chết méo được đạo diễn hồi sinh đành phải làm theo. Phía bên kia hòn đảo, nhóm của dâu đen đã tiến vào rừng. Jack hỏi nàng về nghi lễ suối nguồn. Nàng nói rằng nước suối và nước mắt người cá sẽ đẩy vào hai cốc bạc khác nhau. Người uống nước mắt sẽ hấp thụ sức sống của người còn lại. Jack nghe xong có chút run rẩy trong lòng. Nhân lúc nghỉ ngơi, anh mò đến chỗ người truyền giáo để hỏi cách lên thiên đàng. Cái này anh nên hỏi Chúa. Thấy người cá có vẻ không ổn, nhà truyền giáo liền cướp thanh kiếm của lính canh cậy nắp hộp ra cứu người cá khỏi chết ngạt. Tí nữa là có món hải sản hộp giá rẻ rồi. Cả bọn tiếp tục lên đường nhưng phải dừng chân giữa khe núi. Ấy thế mà dâu đen lại kêu Jack nhảy xuống tìm hai chiếc ly cho hắn. Ơ kìa anh, ra sao lại làm vậy với em? Hắn không nhiều lời chĩa súng ép Jack nhảy xuống, nhưng anh thà chết bằng súng cho nhanh còn hơn nhảy xuống đó ngáp một hồi mới chết. Biết Jack thương con gái của mình nên hắn chuyển hướng dùng nàng để uy hiếp. Không còn lựa chọn nào khác, anh buộc phải nhảy xuống. May mắn được đạo diễn độ cho làm nhân vật chính nên không sao cả. Phía trên, nhóm dâu đen tiếp tục di chuyển đến suối nguồn. Cùng lúc này, nhóm của Hector đang đi qua vùng đầm lầy. Hắn vừa đi vừa thu thập mấy con cốc độc để làm quà tặng cho ai đó. Còn Jack thì đã vượt qua được khu rừng và tìm thấy con tàu Jean-Paul de Lyon. Còn dâu đen thì phát hiện ra đuôi người cá sẽ biến thành chân khi lên bờ. Anh chàng truyền giá lập tức cởi áo để che cho người cá. Sau đó còn bế cô lên vì chân còn yếu chưa thể di chuyển được. Từ đó anh chàng truyền giáo đã va phải ánh mắt của nàng tiên cá. Nàng nói rằng chính nàng đã kéo chân để cứu anh trong vụ nổ tháp vừa rồi. Dâu đen ra lệnh bịt miệng người cá lại khiến anh tức giận chửi lại. Sau đó anh đặt tên cho cô là Selena. Trở lại với Jack, mặc dù con tàu Jean-Paul de Lyon đang treo leo giữa vách đá nhưng anh vẫn tìm được đường vào trong. Chỉ có điều là gặp phải người bạn cũ Hector đang chờ sẵn. Hai người tính cho rồi thêm tí kiếm thuật thì con tàu trao đảo. Thế là phải lựa chỗ đứng cho nó cân bằng. Không nó rơi xuống thì hai thằng đi bán muối luôn. Trong lúc thử độ nghiêng của tàu thì một chiếc hộp đã chui ra từ gầm giường. Hector đoán chiếc hộp chứa hai chiếc cốc bạc nên lùi về sau để thấy nó rõ hơn. Jack bất chấp chạy về hướng đối phương khiến hắn ta phải chạy ngược lại. Sau một hồi tranh chấp, cả hai quyết định tay trong tay mở chiếc hộp cùng nhau. Nhưng bên trong là hai cục đá khá to. Họ nhận ra người Tây Ban Nha đã tới đây trước rồi. Nhờ tấm bản đồ trên tay cái xác khô của Jean-Paul de Lyon, họ biết được vị trí đóng quân của Hải quân Tây Ban Nha. Họ nhanh chóng tới đó để đòi lại đồ giúp người đã khuất. Lúc này nhóm dâu đen đến được một vùng đất có những hồ nước sâu và xương người cá. Hắn kể chuyện ma cho Selena sợ rồi khóc, nhưng cô nàng bị đứt dây thần kinh sợ nên mặt cứ trơ trơ ra. Hắn lôi anh chàng truyền giáo ra để uy hiếp nhưng Selena vẫn không khóc. Ngay cả khi anh chàng tội nghiệp kia bị giết, cô vẫn kiên cường bất khuất không rơi một giọt nước mắt nào cả. Tức giận, dâu đen cho người mang Selena đi phơi xương còn ném xác anh chàng truyền giáo qua một chỗ. Trở lại với Jack và Hector, cả hai xâm nhập vào doanh trại của người Tây Ban Nha và nhìn thấy hai chiếc cốc. Thế là họ quyết định lăn lê bò trường tới đó. Jack ngửi thấy có mùi lạ liền hỏi Hector. Hắn nói rằng thanh kiếm của mình mới được tẩm độc từ loài cấp trong đầm lầy. Hai người hạ gục tên chỉ huy lấy được chiếc cốc rồi đi ra một cách hiên ngang nhưng nhà của mình vậy. Bị phát hiện, họ liền rút kiếm ra thể hiện một cách ngầu lòi. Nhưng phòng này bọn mình chơi súng chứ không chơi dao hai bạn ơi, mà anh chàng truyền giáo bên kia sống lại một cách thần kỳ và quay lại cứu Selena. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc rơi nước mắt. Không ngờ đám dâu đen ập đến lấy đi giọt nước mắt đó. Selena hướng ánh mắt thất vọng lên anh chàng như lỗi đâu phải do anh. Dâu đen tiếp tục phơi xương Selena rồi bắt anh chàng truyền giáo đi với hắn. Cùng lúc này, hai vị thuyền trưởng huyền thoại bị trói dưới gốc cây dừa đang tán dóc với nhau. Mục đích của Hector là giết dâu đen vì hắn dám cướp chiếc ngọc trai đen của mình. Còn thanh kiếm tẩm độc là món quà mà ông ta để dành cho dâu đen. Mà kẻ một chân trong lời tiên tri chắc là Hector. Mũi im lâu quá mũi đốt nên Jack quyết định leo cây dừa để thoát thân. Sau đó anh đánh lạc hướng bọn lính gác để nội gián giải cứu Hector. Cả bọn lại vui vẻ khi Jack đã lấy về được hai chiếc cốc bạc. Sáng hôm sau, anh đưa cái mặt cơ hó của mình ra trước mặt Angelica. Phía sau còn có Jeep và chú heo đang mang hai chiếc cốc bạc. Nhận thấy có người lạ nên dâu đen đoán kẻ thọt chân đang ở gần đây. Jack thản nhiên thừa nhận ở đúng rồi. Trở lại vấn đề chính, anh lấy chiếc cốc ra để trao đổi với dâu đen. Một là không được làm hại tới Angelica, hai là trả lại cho mình chiếc la bàn cũ. Hắn ra hiệu cho con gái trả lại rắc chiếc la bàn. Và điều cuối cùng là thả Jeep đi. Hắn không nhiều lời đồng ý luôn. Jeep đưa hai chiếc cốc bạc cho dâu đen thì được rắc trao cho chiếc la bàn và nói hãy đi tìm sự tự do cho mình. Còn anh tiếp tục hành trình đi tìm suối nguồn cùng dâu đen. Bỗng anh phát hiện một điều kỳ lạ. Giọt nước lại chạy ngược lại lên trời. Năm ấy Newton mà biết chuyện này thì ông đã sẽ luôn định luật vạn vật hấp dẫn và chúng ta khỏi phải học rồi. Jack dẫn mọi người thám hiểm hang động gần đó nhưng đi một lúc lại vào ngõ cụt. Thấy cả đám bắt đầu nghi ngờ mình nên anh đã lấy hai chiếc cốc bạc gõ vào nhau. Thật bất ngờ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một tên thuộc hạ tức giận rút súng bắn vào mặt Jack. Anh dùng chiếc cốc đỡ đạn và nhờ vậy phát hiện ra dòng chữ.
Anh đọc to nước khoáng thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Ngay lập tức dòng nước chảy tới chỗ họ đứng nhưng lại tụ lại ở ngay trên đầu họ. Một con rơi lao vào vũng nước và biến mất. Jack nở nụ cười gian xảo kiểu bố đoán trước rồi. Sau đó anh nhờ một tên thuộc hạ đưa mình lên chỗ vũng nước và bị hút qua một chiều không gian khác. Đây chính là nơi chứa suối nguồn tươi trẻ. Những người khác thấy vậy cũng chui vào theo. Jack ra vẻ đầy cảnh giác từ từ tiếp cận suối nguồn. Dâu đen thấy vậy cấm không cho anh động vào nước suối. Bỗng Angelica gương mặt căng thẳng gọi cho cha mình. Hắn lập tức cảm nhận được kẻ thọt chân đang đến. Và đúng là Hector cùng hải quân anh đã đến. Vì là người của chính quyền nên Hector kết tội hải tặc cho dâu đen. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Hắn rút thanh kiếm phép thuật ra thị uy. Nhưng Hector biết tổng là thanh kiếm chỉ có tác dụng với con tàu của dâu đen. Từ ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Thế là hai bên lao vào đánh nhau ác liệt. Anh chàng truyền giáo được giải cứu liền hùng hổ cầm kiếm xông lên. Ai ngờ chưa làm gì đã bị thương phải rút lui chiến thuật về lại chỗ Selena. Sau khi được giải thoát, cô nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến rồi biến đi mất dạng, quay trở lại với chiến trường. Hector với cái chân thật khó có thể đánh lại dâu đen, nhưng ông ta không hề sợ hãi bảo đối thủ quay lại xem điều bất ngờ. Vừa quay lại thì thấy quân đội Tây Ban Nha xuất hiện trong làn sương mờ. Đô đốc người Tây Ban Nha tiến tới lấy chiếc cốc bạc trong tay của Angelica. Mà điều không ngờ là họ tìm kiếm suối nguồn vì nghĩ rằng quyền năng của nó đã xâm phạm đến Chúa nên phải bị loại bỏ. Hai chiếc cốc bạc ngay lập tức bị đạp méo rồi ném sang một bên làm ví dụ. Đô đốc ra lệnh cho quân đội đập phá nơi này. Trong lúc đó, ông ta chế giễu dâu đen tin vào nguồn nước thay vì tin vào Chúa. Dâu đen coi đó là một lời thách thức và sẵn sàng solo tay đôi. Không ngờ Hector đi rừng xông ra cắn lén đâm thanh kiếm tẩm độc vào người dâu đen. Angelica lao đến rút thanh kiếm ra khỏi người cha nhưng cô lại làm mình bị thương và nhiễm độc. Thấy vậy, Jack liền đi mò hai chiếc cốc bạc. Hector sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiện tay lấy thanh kiếm của dâu đen làm chiến lợi phẩm rồi rút lui. Jack vẫn đang tìm hai chiếc cốc mà lúc này suối nguồn đã bị phá hủy. Kể cả khi người Tây Ban Nha rút quân, anh vẫn chưa tìm thấy cái nào cả. Ngay khi anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì hai trái bưởi nổi lên. Ta nhầm thì Selena nổi lên đưa hai chiếc cốc cho anh. Jack nhanh chóng thực hiện các nghi lễ cần thiết rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hai cha con dâu đen. Anh đưa cho nàng chiếc cốc chứa nước mắt người cá. Còn dâu đen là chiếc cốc bị tước đoạt mạng sống. Không ngờ dâu đen lại dành chiếc cốc của con gái để uống. Nàng đau khổ nhưng thương cha nên đã uống nước trong chiếc cốc còn lại. Nhưng đó chỉ là một cú lừa đến từ vị trí của Jack. Bố mày tính cả rồi dâu đen ơi, tham thì thâm chứ bệnh tật gì. Nước bắt đầu cuốn quanh hắn ta, còn vết thương của Angelica thì lành lại. Dâu đen bị dòng nước tàn phá hút lấy sinh mệnh trong ánh mắt đau khổ của con gái. Phía bên kia, anh chàng truyền giáo đang hấp hối thì Selena xuất hiện tặng cho anh một pha đá lưỡi rồi kéo xuống. Không biết anh có sống nổi không chứ tôi thấy anh xuống đó mãi không thấy trồi lên. Trở lại với cặp đôi cướp biển, Angelica vẫn tức giận với màn lừa cha mình của Jack. Thế là anh vứt nàng lên hoang đảo với một khẩu súng rồi thẳng thừng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nàng. Còn Hector sau khi lấy được con tàu sự trả thù của An đã trở lại làm hải tặc, mà chiếc tàu ngọc trai đen đang bị giam cầm trong chiếc chai đã được Jeep lấy lại rồi trả về cho chủ cũ. Jack ngắm nhìn con tàu yêu quý rồi quyết định lên đường giải cứu nó. Quỹ phim Angelica ngồi hóng gió thì hình nhân của Jack trôi giạt về phía cô. Mày chết vội với bà rồi Jack sâu dâm ơi! Trong đêm tối có một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Sau khi tới địa điểm nhất định, cậu bé tự buộc chân mình lại vào tảng đá rồi nhảy xuống. Ngay khi vừa tiếp đáy thì con tàu Hà Lan bay bất ngờ trồi lên từ mặt nước. Cậu nhóc này chính là Henry, con trai của thuyền trưởng Turner. Đứa con trai nói với cha rằng nó đã tìm ra phương pháp hóa giải lời nguyền trên người cha, đó là cùng với Jack sâu dâm tìm được cây đinh ba của thần biển Poseidon. Turner ôm chặt lấy con trai nói đó chỉ là một truyền thuyết không hề có thật và bản thân của anh cũng đã bị lời nguyền ăn sâu vào trong cơ thể rồi. Sau đó anh giật dây chuyền của mình đưa cho con trai rồi đưa cậu bé trở lại con thuyền nhỏ, con mình và tàu Hà Lan bay biến mất trong biển cả bao la. Henry không chấp nhận chuyện này, cậu tự hứa với bản thân sẽ cứu cha bằng bất cứ giá nào. Chớp mắt cũng đã 9 năm trôi qua, bây giờ Henry đã trở thành một lao công trên tàu của Hải quân Anh Quốc trong một lần làm nhiệm vụ là truy kích tàu hải tặc. Cậu dùng gương chiếu hậu bằng mảnh kính phát hiện con tàu hải tặc đã đi vào vùng biển Tam Giác Quỷ. Biết nơi này dễ vào mà khó ra nên cậu tức tốc gặp thuyền trưởng và khuyên ông ta không nên đi vào trong đó, nếu không tất cả sẽ chết. Đường đường là hải quân có số má trong vùng mà lại sợ à? Biết có nói lão già ngu này cũng không hiểu nên cậu liều mạng tính xoay vô lăng quay đầu thì bị bắt lại. Thuyền trưởng xé rách tay áo Henry tượng trưng cho kẻ phản bội rồi tống cậu vào trong ngục. Trên người cậu rơi ra rất nhiều truyền đơn về Jack. Ngay khi con tàu hải quân đi vào vùng Tam Giác Quỷ, trong làn sương đen dày đặc một nhóm người có khả năng đi trên mặt nước đang tiến tới con tàu. Chúng thoát ẩn thoát hiện nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ binh lính trên tàu kể cả lão thuyền trưởng. Đám người thần bí này đều nhận mình đã chết và bị nguyền rủa trở thành bất tử. Chúng giống như những bóng ma lơ lửng giữa không khí vậy. Kẻ cầm đầu đội quân địa ngục này là Salazar.
hắn nhìn thấy truyền đơn về rắc sâu dâm gần người Henry thì không giết cậu, vì đạo diễn chưa cho chết. Salazar nhờ cậu gửi lời yêu thương đến rắc là hắn sẽ sớm tìm đến trả thù. Không biết chắc ăn ở ra sao mà đi đâu cũng có người muốn giết. Chuyển cảnh đến một nhà ngục, cô nàng này là nhà thiên văn học nhưng lại bị coi như phù thủy. Cô vượt ngục chạy ra ngoài thì bắt gặp buổi khai trương của một ngân hàng mới mở. Giám đốc ngân hàng mạnh miệng tuyên bố đây là nhà băng an toàn nhất cái vịnh Caribe này vì kết sắt ở đây dài 12 cm. Người tham dự buổi lễ vỗ tay khí thế, nhưng ngay khi mở kết sắt ra, ngoài tiền vàng thì còn có giáp và cô vợ của tên giám đốc mới xúc than cho vào cái lò hư hỏng vừa qua. Sau khi tỉnh rượu, anh mới nhớ ra hình như mình tới đây để cướp ngân hàng. Ngay khi tiếng súng của quân đội vang lên, Jeff vội cho đàn ngựa kéo kết sắt đi. Nhưng điều không ai ngờ tới là cả cái tòa nhà ngân hàng cũng bị tung móng đi theo luôn. Đây mới gọi là cướp ngân hàng đúng nghĩa. Mà trong quá trình di chuyển, tiền bạc trong kết sắt bị rơi ra ngoài hết. Đợi đến khi ra tới bờ biển, Jack mở chiếc két ra và ngạc nhiên chưa chỉ còn đúng cái nịt. Đám thủy thủ thấy Jack hiện tại quá yếu kém, không tiền cũng không tàu. Vì vậy bọn họ đồng loạt chào tạm biệt và éo hẹn ngày gặp lại. Ai bảo ham cái khe hẹp giữa đùi mà thành ra như vậy. Anh ngồi một mình thơ thẩn nhìn con tàu ngọc trai đen đang bị phong ấn. Cái thằng chó dâu đen chơi ác dở thì làm sao để giải thoát con tàu yêu quý đây. Phía bên kia, Henry tỉnh lại trong một bệnh viện. Người của quân đội nói cậu đã ôm một khối gỗ rồi trôi giạt vào bờ. Trong lúc hôn mê, cậu vẫn luôn nhắc tới cây đinh ba và đám hải tặc. Ngoài ra tay áo của Henry cũng đã bị xé rách nên quân đội sẽ xử tử cậu vì tội phản bội. Ơ anh Jai ơi, em cứu người mà anh. Bất ngờ cô y tá lại chính là chuyên gia thiên văn học đi tới nói chuyện với Henry về hải đồ của thần biển. Karina lấy ra quyển nhật ký mà cha của cô đã để lại và nói rằng chỉ vào lúc mặt trăng mau xuất hiện mới có thể đọc chính xác hải đồ, từ đó tìm thấy vị trí cây đinh ba. Đúng lúc này hải quân xông vào tính bắt Karina. Cô lấy ra chiếc chìa khóa còng tay đưa cho Henry rồi nhanh chóng chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị quân lính ép sát vào tường. Nhân cơ hội đó Henry đã chìm én đi từ lúc nào không hay. Giác thấy quân lính chạy ra từ bệnh viện tưởng bắt mình liền trèo vào chuồng lợn, kết quả ngã cắm mặt vào đống cứt, cảm thấy cuộc sống chẳng còn niềm vui gì nữa. Anh đã mang chiếc la bàn của mình đổi lấy rượu uống, giây phút anh từ bỏ nó cũng là lúc phong ấn vùng tam giác quỷ được phá vỡ, đội quân tử thần chính thức giải thoát sau những năm tháng bị giam cầm. Salazar có được tự do liền cười hớn hở, chết mịa mày với tao rồi Jack dâu dâm ơi, mà Jack bên này cũng bị giám đốc ngân hàng dẫn người tới xích lại, Henry trốn ở cạnh đó đã nhìn thấy tất cả chuyện này. Đêm đó cậu tháo quần áo của binh lính rồi lẻn vào ngục thăm Jack, sau khi thấy vị thuyền trưởng huyền thoại cậu có phần khá thất vọng. Rắc xấu ra hơn trong lời đồn, còn có phần ẩu lả nữ tính và sẵn sàng phơi con chim non trong tù. Henry giới thiệu mình là con trai của Turner và tên Salazar đang trên đường tới đây nướng mọi con chim non của Jack. Chỉ có cách cùng cậu lên đường tìm cây đinh ba của Poseidon mới có thể giải quyết chuyện này. Jack nghe xong liền lo sốt vó cho củ khoai 21 cm. Bên kia, Karina dựa vào ngày đèn đỏ của chị Hằng đã phát hiện ra muốn có cây đinh ba phải đến được hòn đảo được chỉ đường bởi các chòm sao. Trên biển, Salazar liên tục đánh giết những tên cướp biển. Mỗi lần hành sự xong hắn đều để lại một nhân chứng sống. Ngay cả đội tàu của Hector cũng bị tấn công. Ông ta nghe báo cáo lại về cái tên Salazar liền run hết cả tờ Jim. Trong đêm Hector hối lộ cho lính canh rồi tìm đến một phù thủy có tên là Sansa đang bị giam giữ tại đây. Cô ta nói rằng hiện giờ trên biển Salazar là bất khả chiến bại. Ông chỉ có hai lựa chọn. Một là rửa tay gác kiếm lên bờ làm cướp cạn. Hai là bắt tay với Salazar ngăn chặn Jack tìm thấy cây đinh ba. Tiếp theo Sansa đưa la bàn của Jack cho Hector. Hôm sau Jack và Karina bị đưa ra pháp trường để hành hình, anh thì chọn phương pháp mới nhất là chém đầu còn cô nàng thì chọn treo cổ cho lâu chết. Đúng lúc này Henry đu dây qua lại đánh lạc hướng lính canh để những thủy thủ của Jack phá hỏng đoạn đầu đài. Thật ra chẳng phải họ thương tiếc thuyền trưởng của mình mà bởi vì Henry trả tiền cho họ mà thôi. Sau khi phi vụ giải cứu pháp trường thành công, mọi người nhanh chóng lên con tàu có tên là Hải Âu dãy chết để tìm kiếm cây đinh ba. Trên tàu Jack uy hiếp Karina giao tấm hải đồ ra nếu không sẽ biến Henry thành mồi cho cá mập. Ban đầu cô tỏ ra cứng rắn nhưng khi Henry bị ném xuống cô mới chịu khai ra là chẳng có tấm hải đồ nào cả. Chỉ có sử dụng kinh nghiệm thiên văn và cuốn nhật ký mới có thể tìm thấy cây đinh ba. Nói xong cô vội chạy đi xem Henry thế nào. Hóa ra đó chỉ là trò đùa của Jack để thử lòng cô. Tối đó Henry kể cho Karina rằng mình đã nghiên cứu hết truyền thuyết về biển cả để cứu cha. Còn nàng thì muốn biết rõ thân phận của mẹ nên đã tìm hiểu thiên văn học. Phía bên kia hải quân Anh tìm tới Sansa để cô ta giải công thức mà Karina để lại. Bọn họ cũng muốn cướp cây đinh ba để thống trị biển cả. Ở ngoài biển khơi, tàu của Hector chạm trán tàu của Salazar. Ngay khi sắp bị con tàu địa ngục nuốt chửng thì Hector hét lớn mình có thể giúp bạn tìm ra Jack. Nghe thấy cũng hợp lý, Salazar liền nhảy xuống cùng ông ta bàn chuyện. Hector nói rằng trước khi trời tối sẽ giúp kẻ đến từ địa ngục này tìm thấy Jack, nhưng điều kiện là phải để đội tàu của mình được sống.
Salazar đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. Salazar trước đây là chỉ huy của hải quân Tây Ban Nha. Bởi vì hải tặc đã giết chết cha mẹ của hắn nên hắn thề sẽ giết chết hết hải tặc trên thế giới. Thuyền chiến của hắn có khả năng một chọi năm rất kinh khủng. Chỉ cần là cướp biển hắn tuyệt đối không tha cho kẻ nào, kể cả kẻ địch đã giơ cờ trắng đầu hàng cũng sẽ bị đuổi cùng giết tận. Khi ấy thuyền trưởng tàu Ngọc Trai Đen bị hắn bắn đạn pháo mà chết. Trước khi chết thuyền trưởng đã giao lại chiếc la bàn cho Jack, lúc đó anh còn rất trẻ và chiếc la bàn chỉ thẳng tới vùng tam giác quỷ. Tuổi trẻ thường ương bướng, anh treo cờ cướp biển lên để chế nhạo và dụ dỗ Salazar vào vùng tam giác quỷ. Hắn không ngờ rằng Jack đã dùng sợi dây thừng để quay thuyền ngay trước khi vào bên trong. Còn tàu của Salazar theo quán tính đã bị chôn vùi vĩnh viễn ở nơi này. Từ đó Jack trở thành thuyền trưởng của tàu Ngọc Trai Đen và là huyền thoại trong lòng hải tặc. Còn đội quân của Salazar bị phá hủy hoàn toàn và hứng chịu lời nguyền trở thành những bóng ma không bao giờ chết. Kể xong câu chuyện thì Bình Minh cũng vừa ló dạng, đạc xa bóng con tàu Hải Âu dễ chết của Jack cũng xuất hiện. Vì biết Salazar tìm Jack để giải quyết ân oán nên những thuyền viên đã đà đít anh cùng với Karina và Henry xuống một cái xuồng nhỏ tự sinh tự diệt. Lúc này kẻ đến từ địa ngục thả cá mập xác sống cùng binh đoàn của hắn tấn công Jack. Đầu nhảy số anh liền móc dây thừng vào con cá mập để thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính tử thần. Ba người nhanh chóng lên được hòn đảo gần đó. Salazar vì bị dính lời nguyền lên không thể đặt chân lên đất liền nếu không muốn biến thành cho bụi. Cả bọn nhanh chóng trốn vào rừng nhưng chưa đi được bao xa đã bị dính bẫy của thổ dân trên đảo. Bên này Salazar cay giái đến cấp độ vô cực treo Hector cùng người của ông ta lên để hả giận. Hector nói mình có thể lên đảo bắt Jack về đây nên hắn ta đồng ý. Jack lúc này gặp lại chủ nợ là Pick Kelly. Anh ta bắt Jack gửi em gái mình là Beatrice để xóa nợ. Nhìn thôi muốn ói rồi chứ cưới con mẹ gì. May mà Hector đen theo thuộc hạ tới giết tên chủ nợ nên Jack mới thoát khỏi cảnh hấp diêm cả thể xác lẫn tinh thần. Hector chỉ giả vờ bắt tay với Salazar. Mục đích của ông ta là muốn Jack giúp mình tìm cây đinh ba để thống trị biển khơi. Nói xong hắn rút kiếm của dấu đen đâm xuyên chiếc bình để giải trừ phong ấn cho tàu Ngọc Trai Đen. Jack vội vã mang ra bờ biển đập vỡ cái bình trên đất. Con tàu ngày càng lớn dần lên nhưng đến khi nó dài tới 40cm thì dừng lại. Hector lắc đầu ngao ngán rồi giật lấy chiếc tàu ném xuống biển. Không lâu sau con tàu Ngọc Trai Đen đã trở về hình dáng to dài đen của nó ban đầu. Mọi người lập tức lên đường và Karina được chỉ định là người lái thuyền vì chỉ có nàng mới có thể nhìn các chòm sao để dẫn đường. Tại đây, Hector phát hiện ra Karina chính là con gái thất lạc nhiều năm của mình thông qua cuốn nhật ký. Nhưng vì con gái luôn nghĩ ông ta là một vị anh hùng nên Hector không dám nhận lại cô rồi đau buồn đi ra một góc. Lúc này Hải quân Hoàng gia Anh đột nhiên xuất hiện, đám lính nhanh chóng lắp đạn pháo chuẩn bị bắn phá tàu Ngọc Trai Đen. Ai ngờ con tàu địa ngục của Salazar tiến tới nhẹ nhàng phá hủy tàu hải quân, sau đó hắn cho người nhảy sang tàu Ngọc Trai Đen tấn công, hai bên giao chiến với nhau một trận long trời lở đất. Vào lúc mọi người đang hăng say cho rồi võ thuật thì Karina dựa theo chỉ dẫn của chòm sao đã lái con tàu tới hòn đảo giấu cây đinh ba. Đội quân người chết thấy sắp vào bờ liền quay xe bỏ về con tàu địa ngục, chúng không quên bắt theo Henry để làm con tin. Sáng hôm sau những viên đá quý trên đảo lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, trong số đó có vài viên hồng ngọc nhìn rất huyền ảo bắt mắt. Karina liền đặt viên ngọc trong quyển nhật ký vào vị trí cũ. Lập tức những tia sáng màu đỏ tạo thành một bản đồ. Mặt biển lúc này bị tách ra làm đôi. Karina và Jack trượt theo đường đó đi xuống đáy biển. Anh tranh thủ thò quyển nhật ký của cô giấu vào trong ngực. Salazar thấy vậy không thể ngồi yên. Hắn quyết định nhập hồn vào Henry để có thể đi lại trên mặt đất. Còn hai người Jack lúc này cũng tìm thấy mộ của Poseidon và cây đinh ba gần đó. Đột nhiên Salazar trong thân hình của Henry lao xuống đấu kiếm với Jack. Nhân cơ hội đó, Karina đá một phát cây đinh ba rơi xuống đất. Salazar thấy vậy liền lao tới cướp cây đinh ba. Giờ hắn chẳng cần đến thân thể của Henry nữa rồi. Nhờ cây đinh ba mà hắn có thể xóa bỏ lời nguyền không được đặt chân lên mặt đất. Mà tiện thể có hàng nóng tội gì không dùng thử. Và Jack chính là vật thí nghiệm khi bị hắn điều khiển cho chơi tàu lượn siêu tốc. Sau đó thẳng tay cầm cây đinh ba đâm vào tim Jack. May mắn cuốn nhật ký mà anh thó lúc trước đã cứu anh một mạng. Ngay lúc đó Henry cầm kiếm lao tới chém vỡ cây đinh ba khiến tất cả lời nguyền ở trên biển đều được hóa giải. Salazar cũng trở lại thành người. Nhưng điều họ không ngờ tới là vết cắt trên biển đang bắt đầu liền lại. Nếu không nhanh chóng thoát ra thì tất cả sẽ thành cái xác trôi biển. Lúc này Hector bám trên chiếc mỏ neo đến tiếp ứng cho đồng đội. Salazar cũng bám được lên đó nhưng mỏ neo quá nặng cộng thêm việc bị vướng vào đá khiến hệ thống kéo bị hư hỏng. Mỏ neo rung lắc làm Karina trượt tay rơi xuống. May mắn Hector đã đưa tay ra kéo kịp thời. Khi ấy cô phát hiện hình xăm trên tay ông ta giống với chòm sao trong cuốn nhật ký bèn hỏi tôi là gì của ông. Là kho báu. Thấy Salazar đang bám lên váy con gái. Ông lập tức rút thanh kiếm ra lao xuống đâm hắn một nhát rồi cả hai rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Con Jack cùng Henry và Karina được kéo lên tàu thoát chết kịp lúc. Các thuyền viên tỏ ra vô cùng đau buồn bỏ mũ để tỏ lòng thành kính với sự hy sinh của Hector.
Mặc dù đã mất cha nhưng cô nàng Karina cũng đã biết được thân thế của mình. Không lâu sau đó, Henry và Karina thành một cặp. Họ cùng nhau đi đón Turner vừa trở về từ lòng đại dương. Cậu trả lại sợi dây chuyền cho cha mình. Hai cha con lâu ngày không gặp ôm nhau trong hạnh phúc. Vợ của Turner là Elizabeth cũng chạy lại ôm lấy chồng. Jack thông qua ống nhòm coi tụi nó ăn cơm chó mà hơi cay cay trong lòng. Sau đó anh cùng thuyền viên của mình tiếp tục rong ruổi trên đại dương bao la. Cuối phim, khi Turner và vợ đang ngủ thì có một người thần bí bước vào. Hắn đưa cánh tay càng cua lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ, nhưng dưới gầm giường lại xuất hiện hai con sò lông ướt át. Cái kết mở này hứa hẹn ông đạo diễn sẽ ra thêm phần 6. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!